Phú Quốc Đạt cũng học viễn thông à? Đạt Tôi học viễn thông mà. tại mấy bài này chắc mọi người làm hết cả rồi đúng không? Test lại cái đáp số phát. Ông là số mấy? Số 0 của Tôi số 0 luôn. bon. Đúng luôn để chết luôn. Ai em có 11 chưa? Câu 11 đấy. Câu 11 tôi chọn C. Đấy, tôi Có chọn. thương hỗ không suy nhau. Trong trong cái quyển vô gia nó ghi đây là cái mạng mô hình có tương hỗ không suy hao là vì sao ta? Vì bình phương cái này cộng bình phương cái này ha. Tương hỗ á, tức là má đần cột với Đối má xứng. đần ừ đối xứng má đần đối xứng đúng không? Còn không suy hao thì xét xét 6 điều kiện. CL thì là Tổng trong sigma quota của tổng sigma của cá bằng 1 đến n rồi khóa nó sky nhân với sk sau y có bằng tráng trong nếm có điều kiện Poza, á. quyển Poza cơ. Quyền bôi ra đăng mấy? Để xem từ 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 nhớ lại đã rồi từ từ gì đấy. Cô ra Quốc gia đấy gì? một cái phần là cô ra nó có thải phải không? Là cái gì nhỉ? Là tài liệu tham khảo của cái kênh đấy á. Của cái Phần của cuối phần thầy cuối gửi cùng nhá. ấy, phần cuối cùng ấy GSDR là các thứ Ok. Để tải về. cuối cùng kia đại tài đây kìa. Ok. Đấy thầy thầy toàn lấy ví dụ trong này thôi. Mình tải rồi sao? Đây. Đây đúng không? Chapter 7. Chapter 7 ở cái xuống tiếp. Chapter 7 ở cái four port network kìa. Power divider. Four port network kìa. 7.1 đấy. 7.1 four port network. Đấy. Cái từ Khoan đau ở chỗ chỗ mồm mà không suy hao đó. từ từ lướt lên từ ban đầu thì lòng thì cái từ reciprocal reciprocal ấy của đấy cái từ dòng Consider multiplication under robot chưa robot. thấy chưa thấy Phải xem xét làm á. Thì energy. đây có Google dịch đây Cái từ reciprocal Nếu ấy nha, là có nghĩa là nếu tương mà hỗ. rõ rệt mà suy hao thì 10 equation đi giáo 10 cái công thức này phải đúng á, mình phải xét 10 công thức này ra chứ. Từ từ Đúng không? bình tĩnh đọc thế đã. Từ từ đầu tiên là phải có cái từ reciprocal có nghĩa là tương hỗ, thì có nghĩa là đây là cái mặt trận tương hỗ đấy. Xong hết xuống xuống dưới là long đấy. Nói chung là từ từ 7.10a và 7.10b nó sẽ ra 7.11. 7.11 rồi 3 chấm các kiểu nó sẽ ra 7 chấm, từ 7.12 rồi 7.12a 7.12b nó sẽ ra 7.13, và từ 7.11 và Rồi. 7.13 thì nó sẽ ra mấy công thức 7.14 ABCD đấy. Đấy. Và đấy là lossless. Lossless có từ lossless đâu?
Ừ, đấy kiểu vậy. Tôi thấy cái này suy hao mà. Ừ thì là không suy hao mà. Suy hao. Lao lên tôi coi xem nào, tôi xem lại. Lossless là suy hao hay không suy hao? Lossless, less là không suy hao. Ừ, lossless là không suy hao, ok hiểu. Ừ. Ở đây không suy hao cái này đúng hay không suy hao? Cái không suy hao. Mấy ông cô biết là sao? S sao với S không sao khác nhau chính đáng không? Có phân biệt không? Quên mất rồi. Xem lại. S sao thì như ví dụ như A cộng B gì thì S sao thì A trừ B gì. Tao bị nói. Thế là đoạn này nó sẽ bình phương lên. Thế chỗ này là cộng thành thành là cộng G trên căn 2 đúng không? Thì cái này bình cộng với cái này bình thì nó sẽ bằng bằng 1. Cái này bình. Không đúng. Xong đúng. Đọc đi, S12 cộng với S23 mà S4 42 này, đọc đi. S12 cộng S13 bình đây. Bằng 1. Đấy cái dòng dòng nó chỉ đấy. Ừ. 1 2 1 3 là hai cái ở giữa dòng đầu tiên. 3 này. 1 2 với 2 4. Và 1 2 với 2 4 là 2 4 là cái cuối cùng ở dòng thứ hai. Đây đúng không? Ừ. Đây đây. Thì nó cũng bằng đây đây. À cái này nó còn đối xứng qua cái trục này nữa. Mai cho tao hỏi nhá. Cái không suy hao ở trong slide thầy có mà. Có nhưng mà nó chỉ có 3 cộng. Đó công thức tổng quát. Công thức cho tổng quát mà. Nó không cụ thể bằng cái trường hợp 3. Cái mạch 3 cộng với 4 cộng như trong sách này được. Còn tôi nghĩ 3 hay 4 thì nó cũng như nhau mà. Bởi vì nó dùng, đây là nó dùng vì là DVG thôi. Thì 3 hay 4 thì nó cũng như nhau. Có đâu khác. Đạt làm được câu 14 năm chưa? Nó cụ thể á. Đã làm rồi đấy mà chả biết đúng không? Đã làm rồi, tôi rồi. Mà tôi cũng làm tôi cũng xem qua cái tài liệu của tiếng Anh nhưng mà chị đọc kéo hiểu. Quay lại tài liệu tiếng Việt. Thôi có âm. Mình kết lại. Giờ chỉ cần biết cái mạch này nó có. Đây nó sẽ có cái này thì chúng ta sẽ. Câu 12 là A đúng không? Câu 12 tao còn chưa làm được. Thì câu 11 đáp án cuối cùng là C đúng không? Ừ, đúng rồi. Câu 12 là A đúng không? Mọi người. Câu 12 thì 12 là A đúng rồi. Giải thích tại sao? Giải thích tương đồng có 11 cái. Ram cụ thể là từng bước luôn đi. 12 là nhìn ra rõ luôn mà, không số không to đúng kia mà. Có phải không? Không có 11 mà, đang nói tại sao không suy hao mà. Cái S12 bình phương với S13 bình phương này. Cái này lấy module này đúng không? Trừ 1 đến căn 2 gì bình phương bằng 1/2 à? Không, đầu tiên thì mày sẽ phải lấy module trước. Còn nếu mà mày bấm bình thường thì rồi. Nó sẽ mô đun của trừ gì 1 trên căn 2 bằng mấy? Mô đun của trừ 1 thì là thành 1 trên cho căn 2. Bình phương là 1/2 rồi. Okay, bình phương lên là thành 1/2 rồi. Đúng rồi. Okay. Trong cái này xét mấy trường hợp tổng bằng 0 rồi mà. Để mấy trường hợp tổng bằng 1 rồi, ok rồi. Kéo đến mấy trường hợp tổng bằng 0 đấy. Kéo lên đúng không? Đây đúng không? Không phải có nghĩa là từ những cái trường hợp ở đường trên ấy nó suy ra bốn cái công thức bình phương cộng lại bằng 1. Đấy. Có nghĩa là mình chỉ cần tức là cái đoạn này đúng không? Ừ, tức là cái 7.12 đến 7.13 ấy, tức là từ 7.12 đến 7.13 là nó suy ra đến 7.14. Đấy, tức là mình dùng 7.14 luôn, mình không quan tâm đến cái trên. Hết. Tức là dùng bốn cái này thôi đúng không? Ừ, kiểu vậy. Ừ, ok. Còn cái tương hỗ thì chỉ cần đối xứng thôi đúng không? Tương hỗ là có cái dạng như 4, 3, 4 số 0 hàng chéo ấy. Với Poza, đối xứng. Poza kìa. Rồi sang Poza bên kia. Poza bên kia còn nó có ghi là
trong má cái này đơn, thì má đơn chuyển ghi băng với má đơn bán đâu. Ok, thì đối xứng đấy. Đấy, tao có đọc cái thế thì hệ còn tại sao cái này hệ số phản xạ tạch à đây đúng không? Ok, không kia rồi không tên luôn. ok. Câu 13 là C đúng đạt. Hệ số phản xạ, hệ số phản xạ ra là mô đun của cái F11 à? Ồ, hệ số chuyển đạt là phải âm hay dương? Hệ số chuyển đạt. Hệ số chuyển đạt thì nó là S mà, chứ nó đâu phải là... Ờ, quên nhầm nhầm, S là âm, có nghĩa là B đúng không? B. B. Chuyển từ từ cổng 1 sang cổng 3, nghĩa là F31. 31 thì bằng trừ 1 trên căn 2. Ờ, cái này đối xứng nó cũng đỡ lẫn. Từ từ à. Nhá. Hoàng, Hoàng sẽ thì cái đọc cũng 12 cái đó. Cổng 12 á? Đây. Ừ. Cổng 12 là không, tao đúng luôn, xong hết rồi. Hết đây đúng không? Phản xa. Ừ. Ừ. Đấy không thì đơn... nếu không thì là xem vở dở vở của thầy ấy, dở vở của thầy là sẽ có công thức là S11 bởi vì là cái này là phối hợp trở kháng hết, là những cái bốn cổng đều là đầu vào Z không hết, cho nên phối hợp trở kháng, cho nên là S11 sẽ bằng Z in trừ Z không trên Z in cộng Z không, đại loại là thế. Và cái S1 là không, đúng không? Em nếu không thì có nghĩa là okay. Cái z in đấy bằng không, z in có z in bằng z không rồi thì cái mà công thức hệ số phản xạ hay là z in trừ z không trên gì gì đấy, đúng không? Nếu nếu mà cái S11 nó ra một số phức thì cái số phản xạ ra mô đun của cái số phức là đúng không? Xem lại từ sao xem. Anh ơi, từ nãy ông hiểu sai đấy. Cái không phải mô đun đâu. Cái hệ số phản xạ nó chính bằng F11 luôn, kể cả nó thực hay ảo thì nó đều bằng F11 chứ không phải là mô đun. Ok. Ok. Không phải nhớ cái đấy. Hiểu. Còn đợt này C2 giả thiết tôi giải thi công 13 tiếp luôn Hoa. Câu 13 thì đạt mới nói xong ấy, là hệ số truyền đạt từ cộng 1 sang cộng 3 là S31, S31 là trừ 1 trên căn 2, thế thôi. Đây đúng không? S31 là không, cái S1 là cái hàng dòng, hàng đầu tiên dòng thứ 3. Dòng thứ nhất. Đấy, trừ 1 trên căn 2. Ông đấy, cái câu chữa đề này ông... câu 1 ấy thì cái câu 4 câu 5 là ông làm nó bao nhiêu? Câu 4 câu 5 thì đây. Nếu mà làm theo công thức ấy, thì nó sẽ bị sai, nó đây. Câu 4 câu 5 tôi làm nó ra không ở đây. Tao ơi, mình bắt đầu chữa từ câu 1 đi cho nó hệ thống. Ok. Tao lượng phèo hết. Ok, thế thì làm từ câu 1 cho nó đỡ chán. Cách đầu tiên thì sẽ làm theo công thức. Làm theo công thức thì đây sẽ dùng cái này nhé. Ở đây thì cho L bằng 0,15 lambda này, với ZL bằng 20 cộng với J 662,83 này. Rồi các bạn này cũng làm cục đề đấy không ạ? Có vẻ ok. Thì sẽ áp dụng công thức này, áp dụng công thức ở trong cái slide của thầy ấy. Z-in bằng gì đấy? Đây, Z-in bằng Z0 này, cộng Z beta chỉ thay số thôi. Thì nó sẽ ra đáp án đúng luôn. Đây thì sẽ đáp án A này. A luôn, ok. Cái file tôi gửi nó có cả cái lý thuyết ấy. Mình sẽ nhìn vào cái lý thuyết để làm thôi. Chứ... Còn hệ số phản xạ thì lại áp dụng công thức rồi. B. Đây, đầu tiên sẽ phải tính, chỗ này là đề hỏi là hệ số phản xạ tại đầu vào. Đầu vào tức là mình phải tìm từ cái đoạn Z0 này và mình sẽ tính lùi về.
không phần gì đâu ông, vì cái hệ số phản xạ R in thì nó bằng Z in trừ Z không trên Z in cộng Z không, nó vẫn cũng ra mà. Đúng rồi, đúng rồi. Tôi lại tính từ cái đoạn đoạn tải đi về. Thì nói chung thì nó cũng sẽ ra đáp án B. Đến câu 3 tính SVKR. SVKR thì dùng theo công thức đây. SVKR từ 1 rồi trên cho đâu 1 cộng cái này đọc là gì nhỉ? Gamma. Biến độ hay số phản xạ. Biến độ. Nhưng mà đọc là phi hay là thôi cả hệ số phản xạ thôi. Ok, 1 cộng hệ số phản xạ trên 1 trừ hệ số phản xạ. Không phải số phản xạ. Hệ số phản xạ có cả góc phá nữa. Ok, biên độ. Thì sẽ ra đáp án này. Xong câu 4 tôi áp dụng công thức này thì nó lại zoom bị... zoom lên to đúng không anh? Nó thấy công thức rõ lắm. Đây đoạn này thì chỉ thể hiện là nếu mà câu 4 đề hỏi là xác định khoảng cách từ tải đến vị trí sóng đứng có giá trị cực đại, tức là cái vị trí mà cái V nó mắc. Cái V mắc thì tức là cái này nó phải bằng 1. Tôi ở trong vở thấy cũng cho ghi đấy. Có cái và cái này bằng đây đoạn dưới này. Đoạn dưới này tức là cái này nó phải bằng 1 thì cái ở trên mũ thì nó sẽ phải bằng 180 hoặc là 0 thì nếu mà đầu ở tải thì nó sẽ là 73 độ, lùi 73 độ về 0 thì nó sẽ tính ra được x bằng 0,101 thì cái này là sai vì không có đáp án ấy. Còn nếu mà lùi về 180 độ thì cái đoạn x tức là cái đoạn khoảng cách nó sẽ bằng 0,3 thì nó cũng không có đáp án. Thì nếu mà tính toán thì nó sẽ bị sai. Cái này sửa tí đóng nhá. Hình như bằng 180 độ là cái hệ số phản xạ bằng -1, -1 là min chứ không phải là cực đại. Nó bằng 1 hoặc là -1 vì chỗ đại hoặc bằng -1 là cực tiểu. Không, chỗ này lấy trị tuyệt đối. Nhưng mà nói chung cái chỗ này thì nó vẫn bị sai. Thì để nhá, để tao chụp cái trong vở kẹp cho mình xem. Trong vở có ghi mà ZV max, ZV min và bao nhiêu khi điều kiện như nào, có công thức với luôn. với lại đây là cách tính toán thôi, còn nếu mà đi thi thì anh em nên dùng đồ thị Smith vì nó dễ hơn. Đây làm luôn trên đồ thị Smith từ câu 2 nhé. Có thể là đồ thị Smith lâu vậy, tại kiểu mình nhìn nó à Long ấy, câu năm là có công thức ở trong vở ấy, không cần phải dài dòng như thế đâu. Câu năm tôi tính nó không ra đáp án nhỉ? Không, câu năm không tính dài như thế đâu. Câu năm thầy cho một ví dụ trên lớp rồi, cho thầy chữa rồi. Thật ra hai câu 4, câu 5 thì cực đại cực tiểu nó cách nhau 0,25. Cách nhau 0,25 thì tìm cái này ra cái kia. Nhưng mà lại làm trên đồ thị Smith hai câu đấy nhanh vậy. Thì làm Smith. Đây nha. Sẽ nói lại đầu tiên là để cho L. Cho B đầu tiên là cái ZL này. Với Z0 này chia ra sẽ được tìm được cái Z chuẩn hóa này. Chuẩn hóa thì sẽ vẽ trên đồ thị Smith ở đây. Đầu tiên là điểm này. Đây 0,4 này. 0,4 đây, vòng 0,4 đây. Với 1,25Z thì nó sẽ là cái đường này. Đây. Chỗ này thì mình sẽ vẽ được đường này.
Đường này thì mình sẽ vẽ được SVKR này. Tô em 1. Đấy coi đường SVKR bằng constructor. Constant. Trở kháng vào. Trở kháng vào, muốn tìm được trở kháng vào thì mình sẽ lùi đi L. Đây, đoạn này thì mình sẽ lùi đi L. Đây, chỗ này thì lùi về nguồn là đi theo chiều này nhá. Chiều kim đồng hồ. Đúng rồi, lùi theo chiều kim đồng hồ là lùi về nguồn này. Còn đây là lùi về tải này. Chỗ này lùi đi đoạn L. L thì sẽ bằng 0,15 lambda. Thì nó sẽ đến cái điểm này. Điểm này thì mình sẽ kẻ... mình sẽ xác định được đề hỏi là trở kháng vào đây. Chỗ này thì mình sẽ xác định được chỗ này là 1,4 trừ đi 0,25g mà nhân với 50 thì nó sẽ được 70 trừ đi 130g thì nó cũng gần đáp án A nhất. Nên là nếu mà dùng đồ thị Smith thì tôi nghĩ sẽ nhanh hơn và hạn chế phải việc tính toán. Tính toán thì dễ bị sai số. Xong câu 2 thì hệ số phản xạ đường truyền, tức là tìm cái hệ số phản xạ ở chỗ này thì xem nào. Hệ số phản xạ thì nó sẽ bằng cái đây nhá. Viết thêm một tí vào. Viết vào đây viết một tên. Hệ số phản xạ thì nó sẽ có phần thực. Thực. Đây là thực. Đấy như này. Nói chung hệ nó sẽ nằm ở trên này và hệ số phản xạ thì nó được tính bằng công thức thực cộng với ảo đó. Mà phần thực thì nó sẽ module của nó sẽ nằm nó sẽ bằng SVKR luôn. Thực ra hệ số phản xạ đến toàn mạch nó không bị thay đổi, nó vẫn bằng một giá trị đúng không? Đúng rồi. Chỉ thay đổi một pha thôi đúng không? Nó chỉ thay đổi pha thôi thì mình dựa theo cái điểm này. Dựa theo cái điểm này thì mình sẽ tìm được cái module của cái hệ số phản xạ này. Và dựa vào pha thì mình sẽ tìm được cái module và cái pha. Từ đó thì mình sẽ tìm được đáp án. Chỗ này để bấm máy tính lại khác. Ông ơi, cái một điểm mà khi là 1,4 với bao nhiêu đấy, nhìn không rõ lắm. Đây 1,4 với trừ 0,2 trừ 2,6 đấy. Đoạn này đây. Chỗ này 2,5 này, chỗ này 3 ở giữa thì nó sẽ là 2,6. Để tôi tải cái máy tính đây. Quên mất cài máy tính. Anh em chờ tí.
Tôi bị quên mất công thức. Xét lời chứ không trẻ coi nhưng mà cái nick gội đầu thường xuyên Đạt ơi, cái câu 14 này thì ông tính S và ông tính S 21 kiểu gì? À 12, 12 với cả 13. Ông có tính hai cái không? 23 cho rồi mà. Cho rồi đấy. Cho trên 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 đồ thị kia. Ừ. Thế á? Tức là mình thay vào mới phải tính nữa. Nhưng mà 14 nó đánh rồi. Mà tính hệ số phản xạ tại cổng 1 mà thì mình phải bởi vì đề ba thay đổi đây. Có nghĩa mà là không... có nghĩa là S12 và S13 nó không thay đổi gì à? Tức là S1 thay đổi thôi đúng không? Ừ. Cô đấy thì tí hỏi Minh, Minh nó làm tôi chỉ xin để tôi thử xem nếu như lắp vào thì nó có ra kết quả không? Bị quên tính. Quên cái tính à? Ờ, tôi bị quên cái tính. Này sợ sợ thì lại lòi ra nó không phải bệnh mấy này. Thế là nó là module mới gì đó. Nó chỉ liên quan đến cái điểm kia thôi. Cái à, lâu lâu đấy tôi tính ra đây rồi nhưng mà quên mất. Tính ra được là cái module này bằng 0.74 này. Xong là tính được cái góc là nó bằng 35 độ. Dạo này tìm nhớ kém quá. Tính ghi ra đây rồi. Xong. À ok. Lúc nãy này phải phải tư. Xong. Tư mà tư rồi. Thì nó sẽ ra được cái trị tuyệt đối. Trị tuyệt đối này module. Module của cái module của cái phi này. Xong rồi tìm các. Ơ nhưng mà từ từ sao tự nhiên lại
đã được 0,74 không? Từ đồ thị ấy. Đâu, từ đoạn này chứ nhỉ? Không, nhầm đường nạc luôn. Từ đoạn này. Anh có đấy là ông dùng công thức, ông dùng công thức luôn và hoặc là sẽ dựa vào cái này xác định được cái FKR, xong từ FKR sẽ dùng đấy xong. Có công thức liên hệ giữa SVKR với hệ số phản xạ. Tôi đây như là ông vừa lướt, lúc nãy ông có cho xem qua mà. Ở trong cái file Word cũng có mà. Đúng rồi. Đây. Mình có công thức liên hệ. Đây. SVKR trừ 1, SVKR cộng 1. Thì nếu thế thì chỉ biết được anh không chỉ đâu biết được tọa độ cảm như được góc nhỉ. Góc thì dựa vào đây, dựa vào đồ thị, góc đầu tiên ở đây xong nó lùi về đây thì sẽ đây ở giữa 30 với 40 thì sẽ là 35, và ở mặt dưới thì nó sẽ là trừ 35. Thế thì dựa vào hình tròn này sẽ tìm được SVKR này. SVKR xong đó thì dựa vào bấm công thức thì sẽ ra được cái module. Và dựa vào cái hình này thì sẽ xác định được cái góc pha của nó. Thì sẽ tìm được đáp án câu 1. À đâu, câu 2. À, câu 3 thì mình luôn đúng không? Ok. Ừ. Còn câu 4 thì sao? Nhưng mà thực ra hình như đi ngược ấy, đi hơi ngược. Lúc đấy tôi làm gì tính ra được cái này trước, xong thì mới dám xuống để tìm cái hệ số tỷ số sóng đứng này sao? Tỷ số sóng đứng thì cái vòng tròn đấy là ông tìm ở câu 1 mà, đúng không? Thì câu 1 ông xác định là cái điểm mà z không. Z in đúng không? Không là ông vẽ vòng tròn. Là ông từ đấy ông xác định luôn FWR rồi. Thực ra là mới xác định được vòng tròn thôi, còn đến câu 3 thì mới tìm tỷ số sóng đứng thì sẽ giảm xuống. Xong vị trí cực đây câu 4 là thấy đồ thị Smith là hữu dụng nhất. Vị trí là phải đúng không? Ờ đúng rồi, đây. Thì nó sẽ xếp từ 0 này, 0,1 này, nó đến vô cùng này. Thì bên này nó sẽ là cực đại ở bên này. V cực đại nó nằm ở bên này. Còn cực đại ở bên trái rồi. Không, cái đấy là ngược lại rồi. Ông ngược lại với bài tập lớn. Đúng không? Ông nhớ theo bài tập lớn đúng không? V cực đại ở bên trái. Không, bên trái tiểu mà. Bên trái là cực tiểu. Ừ đúng rồi. Bên trái là z tiểu. Thì tức là nó v cực đại. Không v mà, đáng xem v mà. Mình v cực đại thì z z với v tỷ lệ. Ừ tỷ lệ thuận. Tức là z cực đại thì v cực đại. Cho chắc thì mở cái sách cô ra ra xem luôn. Thực sự là tao hay quên đấy.
tức là góc này đúng không? Góc. Từ cái góc này nó bằng để cái góc này bằng 1 thì cái này nó sẽ chỗ này bằng 0. Max là ở bên Max là ở bên bên phải, còn min ở bên trái. Ừ, đúng không? Bọn mình nói thế cũng đúng rồi, nhưng mà kiểu thêm một chút căn cứ để anh em chắc chắn hơn. Thì bạn thì bạn à, bên phải thì xong rồi không có nghĩa là xong phải 10 mấy 148 đúng không, cái này bằng không đúng không, góc này bằng không thì nó sẽ nằm ở bên phải đây, góc nó sẽ tính từ đây mà. Em muốn cái này bằng không à, đây góc bằng không thì nó nằm ở bên này, nằm ở bên này mà nó xuất phát từ đây, đây là tải nhé, đây là điểm tải và nó sẽ phải đi về là đi theo chiều này, đi theo chiều này từ đây đến 0,25 thì nó sẽ là 0,25 trừ đi 0,148, đây sẽ bằng 0,102 lambda. Khoan, cái gì đó bị nhầm lẫn đi. Để ta đang đây đi từ chỗ đi nào? Về nguồn đại cực đại suy ra đi 0,148 cộng với 0,148 cộng với 25 cộng 0,25 như là quay một nửa vòng à? Đi đây xong đi về đây à? Còn 0,398 xong phóng đi 398 thì nó sẽ gần với bây giờ 0,403 nhất. Mà để khoan đoạn này mình tiếp tục đi về nguồn này, mà cái đường sóng thì nó sẽ kiểu như này và cái điểm nó nằm ở đây, xong nó đi về chỗ này là đi về nguồn, để nó hỏi là từ vị trí sóng đứng cực đại từ tải đến vị trí sóng đứng cực đại tức là đi ngược về. Thì có cho làm cái này nó có cho là rồi đi chép đấy, cái đấy không về 25 chứ không về 148 đi, được tầm khoảng 0.102 đây. Ừ đúng rồi, tức là chỗ này nó làm sai đi bị vậy, do có nghĩa là không có đáp án đúng không, đáp án E đúng không? Ừ phải chờ nhỉ. Thế thì giống với kết quả tính toán. Ồ thế à, may quá đỡ phải dùng Smith. Đang rất là ngại dùng Smith, mặc dù nó nhanh hơn đấy nhưng mà tôi vẫn ngại. À ok, thế thì cái này tôi bị sai. Ok, còn đi về câu 5 thì tiểu năm có công thức này. Ừ, nhưng mà nếu không dùng công thức ấy thì dùng đồ thị sẽ biết làm được không?
Có, đây nhá. Nếu mà đi nó không không cần phải xác định đi bao nhiêu cả, chỉ cần xác định nó giao cái với cái phần này này. Cái phần này thì nó sẽ zoom to nó sẽ bằng 0,15 à, ở cỡ 0,15 nhé, nhân lên 50. Ờ, 50 thì nó là 7,5. Đây. Đây nhá, Z-in bằng Z-in chuẩn hóa bằng 0,15 nhân với 50 thì nó nhân lên 7,5. 7,5 thì nó gần với A nhất. Nên là cái này, câu xác định trở kháng đường truyền thì không cần phải đi đâu hết. Cứ tìm điểm này thôi. Điểm này là điểm min, điểm này điểm max. Cái phần đồ thị Smith ok. Cái câu này. Câu này thì xem là tôi mới tính được câu 6 hay sao ạ? Đây. Câu 6 này thì trong slide có công thức nhé. Đây đoạn này sẽ là Z0, Z loát này. Z loát thì nếu mà áp dụng công thức này thì Z loát nó chỉ có phần thực thôi, thì sẽ tìm được cái Z1 này. Theo công thức là Z1 bằng căn của Z0 nhân với ZL thì nó sẽ là đáp án B. Câu 7, 8, 9 có trong slide của thầy đấy. Câu 7, 8, 9 chỗ này. Đi hết à? Không, không, không phải công thức đấy. Tôi để Enter xuống dòng. 7, 8, 9 có slide đầu tiên đấy. Không, không, gần đầu tiên, slide số 2. Để công thức mình. Đúng. Nhưng mà hôm đấy đồng thì chắc là ở chương 2 thì phải. Ừ, chương 2. Slide chương 2. Slide đóng rồi. Dạ, đây. Không, này. Đấy, đúng không? Đây sẽ có đi lớn và đi nhỏ. Và tần lên tần số đi. Được ký lại. Mà cái này là sao? Thế thì cái câu 1 đúng không? Cũng tính được là Z1 là bằng 86,6 đúng không? Không, câu 1 của ý B ấy. Câu 1 của ý B ấy. À ok, tức là câu 6 đó. 6, ừ. Đấy thì ông tính là 86 đúng không? Thì ông dùng cái công thức Z0 ở trong cái slide cáp đồng ấy. Ông sẽ tính được cái D lớn thôi. Đấy. À, ok ok, bỏ sao? Đấy. Tôi tính đi lớn thì, tính đi lớn sẽ tính được hết mấy cái kia thôi. Ừ, ok ok, hiểu. Sao tôi tìm mãi không thấy đi lớn? Nó không cho mà. Ok. Tính sợ luôn. Cái đấy. Đây là đi tính được C này. Tính được L. Tính được F luôn. SC, SC luôn. Còn L là lambda chưa 4 thôi. Tính lambda thôi. À, còn cái x ở trong công thức này là gì nhỉ? Nhân đấy. Nhân. À, nhân. Nhân. Ok ok. Tiếp lú rồi. Đầu ảnh nhập ma rồi, cẩn thận đấy. Mấy hôm nay đúng hơi căng. Đầu đau quá. Đấy, nếu thi gặp câu này thì khá là nhẹ nhàng. Câu 10 dùng công thức của thầy. Câu 10 dùng công thức của thầy cho rồi. Theo trong slide không nhớ nữa. Nhưng mà lại là khó. Khó à, câu 10 khó tôi. À đúng rồi, câu 10 ta làm được gì đấy, đáp án C. Đây đúng rồi, đúng rồi. Công thức đây nhá. Công thức thì nó là ở đây luôn. Thế là từ nó hỏi gì ấy? Tôi chưa xem câu 10 nó hỏi gì. Băng thông tương đối khi độ lớn của hệ số phản xạ cho phép là 0,1. Ok.
được 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 A đúng không? À, hình đúng hình rồi như... không khoan gì cả, đúng rồi không khoan. Tao tính chỗ này 22 tao tính được 22 là sao nhỉ? Tao được 22 phải 22 27 cơ. À 22,7 mấy đấy đúng không? Ừ. Thế thì phải 22% những chỗ này nó ghi hay à đây, C rồi. C đúng okay, rồi. Nhỉ? Gần nhất rồi. Tao à, tao tính đúng. 7, tao tính được 7 gần gần đấy tao chọn C luôn. Ừ, đúng. Đây đây làm tròn thì nó trả là 22,3 thì nó trả là C đúng rồi. Lũ lũ lắm lũ. Tao hoang mang quá, tại tao tao nhận tao sẽ dạy môn này và cuối cùng bao nhiêu thứ tao chưa học được, lười quá. Nào bây giờ Minh ơi, 14, 15 mình chưa biết là à, không, cho mọi người xem lại câu 10 không? Câu 10 đấy, câu 10 công thức áp dụng à, rồi. Công thức thì áp dụng công thức này luôn nhé. Công thức ở cái, trong cái hệ slide. Số hệ số bước trên M ấy là 0,1 đấy. Xem đề. Ừ, đây, nào, nó sẽ đề. Có đấy, hệ số phản xạ cho phép 0,1 thì mình thay vào cái TM ấy. Ừ, đấy. Đúng rồi. TM. Thế đoán C vẫn đúng đúng không? Ừ. Đây, phi M đây. Z không, Z L thì... Tại lúc nãy tôi nhầm, tôi tưởng là cái đoạn này là 0,27 thì nó là đáp án A, nhưng mà thực ra là đáp án C, dù là tao đã làm đây rồi. Ok, nói chung là đúng ấy. Công thức. Không phải là... Sao thì mọi người có thể xem, tao cũng gửi ở trong kênh chat này. Ê, mọi người gửi gì? Thạch gửi gì? Tao tưởng nó gửi, tao tưởng Thạch gửi công thức tính Z P max và Z P min đỡ phải làm giải đó. Okay. Nếu như làm công thức, nếu như làm công thức. Rồi, nói tiếp đi. Rồi, bây giờ làm tiếp thôi, bây giờ mình cũng phải làm. Ừ, ok. Lúc nãy 11, thì... 12 đã. Từ... À, ok. 11 rồi này, 12 rồi, rồi này, 13 rồi rồi này. Ừ. Thì 45. Wow. À, đến 14, 15 nha. 45. Đầu tiên thì... À, phần này tao xem nhưng tao chưa hiểu gì. Mới xem sau được đó còn phân bố chia với phân bố lọc nữa, nó còn 2 phân nữa. Ừ. Hai phần bộ chia vào bộ lọc. Mình ơi, mình biết là câu hỏi 45, mình nghe đảm bảo mình biết là. Phân, có thể à. Giải thích được to mấy cái câu giả thiết này được không? Hai câu giả thiết này. Giả thiết có câu 2, 3, 4 có trở kháng là Z, và Z 0 thì có nghĩa kiểu như nó đã là phối hợp trở kháng rồi. À, tức là nó phối hợp trở kháng thì nó khác gì với việc là nếu mà không có câu này thì câu 12 mình vẫn chọn A đúng không? Không, tao nghĩ là không. Mình chỉ cần hiểu thế này, câu 2, 3, 4 phối hợp trở kháng thì ok, cái mà hệ số phản xạ tại cộng 1 sẽ bằng S11. Còn nếu mà không phối hợp trở kháng ấy, cộng 2, 3, 4 không phối hợp trở kháng ấy, thì cái S11 nó chết chắc là bằng ra hệ số phản xạ tại cộng 1. Ok, tức là phải có phối hợp trở kháng ở cộng 1 thì mới có cái này. Okay. Còn cái phối hợp cái trở này... kháng ở ba cộng con gái thì ở tại cộng 1 là S11 sẽ bằng hệ số phản xạ. Cho tôi cần có nối trở kháng xét bằng xét không. Ok. Còn câu 14, 15 thì nó khác, nó không có câu 2, cộng 2, 3 nó không phải là phối hợp trở kháng nữa. Nên nó mới đau đầu, tôi chưa biết làm. À, cộng 1 thì sẽ luôn nối với Z0 đúng không? Tại tao thấy chỗ này này, cộng 2, cộng 3 thì nối với tải ZL, còn cổng 4 nối với tải Z0, còn cổng 1 không thấy nói thì auto là nối với Z0 đúng không? Cổng 4 là đầu vào, không phải nối gì đâu.
không nhỉ, chắc có thể là đối nhất không ấy. Năm cộng một không phải đối, không phải đối với z không. Mình ơi, mình tăng tiếng lên đó, chẳng tăng input lên đó, nói hơi nhỏ nghe mình to lên. Gọi là ghé sát mic hơn. Mic full rồi mà. Mic của mình hơi hơi nghẹt một tí. Câu 14 thì đáp án D không. Không á? Không. Có sao? Tính, tính thôi. Đi đáp án chưa đi. Tính như nào? Câu 15 là B ấy. 15 B. Mình gửi cái ảnh của ông ấy lên chat này, để cho zoom lên được. Xác định hiện thực quyền quyền. Hai ở đâu nhỉ? Đâu. À, cái công thức này ở ông có ghi ở slide nào? Lúc đấy ông mở cái trang mà ba trận dẫn đạt, ba trận truyền đạt đó. Chương 4 đi sao? Chương 4 hay chương 5 gì đấy? Ở chương 4 đi. Mình anh nhờ mình chụp lại cái ảnh thứ hai được không? Tao thấy mơ quá. Tao không thấy gì cả. Tiện thể quay dọc cái ảnh nó đi, quay đừng quay ngang thì quay 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 ngang ảnh đi, quay dọc cho mình nghiêng điện thoại chụp nghiêng người xem khó nhìn mà. Nó cứ làm câu 14 trước đi, 15 để xong. Ok, cái này là ở trong trung thu vòng 14. Ma trận truyền đạt là ma trận truyền dẫn đúng không? Ma trận S đấy. À. S là ma trận tán xạ. À, kì kìa. S là ma trận tán xạ đấy. Ừ, nó phải là ma trận tán xạ chứ đúng không? Chỗ này này, cái chỗ 4.48 hay sao? 4.8.
trên đây chạy 4.4b á. Ở trên nữa 4.4a đấy. Đúng rồi. V trừ thì bằng mặt trận nhân với V cộng đúng không? Đó, sau rồi mình tách ra giống như ma trận tính toán bình thường thôi. Thì cái F11 với F14 bằng 0 rồi đúng không? Nên nó vứt hai cái đi. Chỉ tính là hai cái giữa thôi. Chứ cái F4 cộng á nó bằng 0 vì do cổng 4 với hấp trợ kháng. Đúng rồi. Còn dưới trong bài này là F14 bằng 0 nên tính có nhiều bài khác là F14 nó không bằng 0. Như này nhá, có tham khảo một số bài là kiểu họ cũng kiểu như cái bài này ấy, tức là họ F11 này họ bắt tìm cơ, nó không cho trước đâu, tức là kiểu giả sử như ở cổng 2 và cổng 3 nó họ ngắn mạch và cổng 4 nó phối hợp trở kháng, họ tìm lại số phản xạ F11 là khác, không phải là bằng không luôn. Tôi nghĩ là ở đây trường này nó không phải bằng không luôn. Để tôi gửi đặc biệt nó bằng không. Thế à? Đặc biệt nó bằng không, tính ra nó bằng không chứ không phải là nó bằng không bằng F11. À không, nhưng mà ông thay từ đầu là F1 bằng không lên luôn rồi đấy. Cái mình cần cái F11 bằng không đem mà trận tán xạ mà F11 thì kể ở trong này nó không phải hệ số phản xạ. Ừ đúng rồi, tức là kiểu công thức nó bảo là nó dùng cái F11 chứ không phải là dùng, nếu mà ý của Hoàng lại kiểu bảo cái đấy là hệ số phản xạ là không phải lúc nào nó cũng bằng cái F11 đúng không? Không phải ý tao, hệ số phản xạ tao gửi cho cái tệp này. Tại vì trong cái này, trong cái đề nó bảo là cái F11 là bằng 0 luôn. Đây. Sẽ phải tính cái V1 này, xem lấy V1 trên. Giờ cái chỗ bằng gamma nhân V1 cộng là đấy ghi sai cả. Cả đấy tôi nhầm đấy. À rồi, tôi hiểu, tôi bị nhầm nãy ở đúng rồi, mình đúng rồi đấy, ok. cái này nhân cái này. Nốt lại cái chỗ gamma nhân V1 cộng thì thôi là cái không đúng đâu. Lại. Chúng mình phải làm lại ra cái đoạn biểu thức đấy vì ông Minh ông nhân nhầm. Cái tích cộng tôi cứ nghĩ nó bằng 1, cộng bạn bằng 0. Đoạn này đúng không? Ờ đúng rồi, đấy là bằng 0. Tức là V1 trừ bằng 0 đúng không? Em màu đỏ đi. Bằng 0 luôn ấy, V1 trừ bằng 0 thật đấy. Không. Vì cái tích F12 nhân F21 cộng F13 nhân F31 bằng 0 thì V1 trừ bằng 0 luôn. Tích ra R1 bằng 0. Ông Minh ông giải thích lại cho với ông cái đoạn mà V2 cộng bằng R nhân V2 trừ ấy. Đoạn V2 trừ bằng F21 nhân V1 cộng. Tại chỗ đây ông làm tắt này nên chắc là mọi người không hiểu. Thu V2 cộng này bằng gamma nhân V2 trừ cũng là áp dụng cái định nghĩa của cái hệ số phản xạ. V2 cộng là cái thành phần phản xạ, còn V2 trừ là thành phần tiêu thụ. Cũng áp dụng cái định nghĩa thì gamma bằng V2 cộng trên V2 trừ ấy. Thì
còn cái dưới là ông cũng triển khai y như cái b một trừ. Tìm được cái ba trận để ta chạm ba trận đấy thì có F22 F23 bằng không ấy. Và cái V4 cộng bằng không sẵn rồi nên cái V2 trừ nó chỉ còn F21 nhân V1 cộng và V3 trừ còn F31 nhân V1 cộng. Câu này hơi khó, anh em để chút thời gian để ngẫm đâu. Em hiểu rồi. Mày xem đúng rồi, sẽ xem cả đồng thời là cái ma trận đi cả. Ừ. Là khi mà nó mình từ cái giả thiết ấy là cái cổng 4 nối tả Z0 đúng không? Thì nghĩa là cổng 4 nó phối hợp trở kháng. Thì nghĩa là cái V4 cộng là cái điện áp phản xạ của cổng 4 nó bằng 0. Đó. Đấy thì từ cái đấy mình đã suy ra một cái rồi. Đó, sau đó mình cũng cho sang cái bài giảng đi. Ta chọn bài chữa. Đó, thì V4 cộng bằng 0 đúng không? Thì V1 trừ mình có áp dụng công thức ra như này. Thì có V4 cộng bằng 0 này, F11 bằng 0 này đúng không? Ở trên ma trận nhá. Thế chỉ còn hai cái ở giữa đúng không? Thì F12 biết rồi, F13 biết rồi. Chỗ này thì không cần phải V4 nó phối hợp trở kháng bởi vì cái này bằng 0 rồi mà. Đây đúng không? Đúng rồi. F14 bằng 0 rồi. Thì mình cũng không cần giải thích cái đoạn phối hợp trở kháng, mình thay số thôi. V4 cộng bằng 0 á, nó phải thay thế ở chỗ V2 trừ V3 trừ cơ. Đúng rồi, nó quan trọng ở chỗ V2 trừ V3 trừ. Quan trọng ở chỗ V2 trừ V3 trừ, nó chỗ V1 trừ thì nó lại không quan trọng mấy. Đấy. V2 trừ chỗ này à? Nếu mà chỗ này viết công thức đầy đủ thì nó sẽ là gì nhỉ? F22 nhân V2 cộng. F gì? F22. 22 nhân V2 cộng. Cộng với F23 nhân V3 cộng. Nhân với cộng F24 nhân V4 cộng. Tương tự như V1 trừ mà. Đấy, V3 trừ tương tự như thế thôi. V3 trừ nó tương tự thế. Đấy, thì trong tổng có 4 cái đấy đúng không? Thì V4 cộng bằng 0 nhá, thì là loại này. F23 và F22 bằng 0 nhá. Đấy thì sẽ loại được 3 phần tử đấy, thì còn 1 phần tử là F21 nhân V1 cộng thôi. Đó. V3 trừ như thế. Mình ơi, chỗ cái ma trận này... bình thường thôi lắm, cái này ma trận bình thường thôi mà. Nhìn cái ma trận, mình nhìn cái ma trận V2 trừ bằng bằng gì gì đấy là nhân ngang nhân dọc thôi mà. Đúng không? Đấu đi, tức là nhìn nhá, lau nhìn nhá, V1 cộng nhá, V1 cộng bằng F11 này nhân với V1 cộng này. À V1 trừ của F11 nhân V1 cộng này đấy, sau cộng với cả F12 nhân với cả V2 cộng này, cộng 3.3.3. Đấy, đến S1N nhân với V, công thức nhân ma trận bình thường thôi mà, ngang nhân dọc. Nhân lần lượt. Thế thôi. Ngang, S thì theo ngang. Rồi, V thì theo dọc là được, thế là xong. Tôi hỏi Minh cái là cái chỗ V3 trừ cái là được. V3 trừ bằng Q hay là không gì hay là V3 trừ bằng F31 nhân V1 cộng cộng F32 nhân V2 cộng. Không, cái bài ông làm cơ, cái bài ông làm là V3 cộng bằng Q hay là không ấy. V3 cộng bằng gamma nhân V3 trừ. Gamma. Cái nhân số phản xạ đấy. Cái chỗ này gạch đi. Gạch đi à? Giờ gạch đi đúng không? Rồi nãy giờ tôi nghĩ được cái ký hiệu gì đấy. Cái công thức V2 cộng V3 cộng lấy ở đâu ra đấy? Hay anh
trong nó có sẵn như thế thôi, đấy là công thức cố định. Cố định ấy, định nghĩa hệ số phản xạ đấy. Ok. Có sự đại công thức cố định ấy, đúng. Ok. Hệ số phản xạ. Cái chỗ nó nằm ở đâu? Lúc nãy ông bảo có cái công thức này đúng không? Nó là cái này à? Nó là trừ 1 đấy. À ok. Đây chứ. Không, cái v, gamma này này bằng cái V2 trên V1 thì ok, nhưng mà nếu mà nhân thêm cái này là sao nhỉ? Không, cái gì cũng nhân đâu, cái này xóa đi. Cái này xóa đi. Nó chỉ bằng gamma nhân V2 trừ thôi. Ok, cái đấy thì tôi thấy. Để cắt vào cái này. Gamma. Cái này có phần biến đổi gì? Okay. V không trừ thì V không cộng ấy. Cái bên ngoài sử dụng cho lần giải kinh tế chỉ bài quá. Câu này phải tính một đống này luôn à? Có cách nào tính nhanh nhỉ? Không, tính thủ công như vậy thôi Long ơi. Chỉ có tính thủ công đấy thôi. Ông nhìn được cái này nào, ông phải biết cái nào bỏ cái nào ấy, thì không biết tính nhanh. À đúng rồi. Yeah. Xem cái nhìn nào bỏ cái nào bỏ cái nào, cái nào để xong tính những cái vấn đề thôi. Cứ biết ra ra sau nhìn đầu đầu lại. Đây này 90 phút rồi. Mày có 90 phút. Mình nghe nhờ mình gửi lại câu 15 được không? Đến này được chưa? Các bạn phải đưa tức là phần trên này là 7.6. Cái này là view 7.9 Ok. Nhưng mà mình làm được 15 câu. 16 đi. Nói chung là nó tương tự kiểu tính thủ công như vậy đúng không? Ừ.
Ok, hiểu đấy. Đây sẽ phải là tức là tính S4 hay S41 gì đấy. S41 đấy. 41. Bằng V4 trừ trên V1 cộng. Tức là hệ sóng phản xạ từ S4 đến cái S1 sóng từ S1 phát đi được. Kiểu đây là sóng phản xạ. Còn cái này là phản xạ này. Xong cái này là cái truyền đi rồi. Có cái V4 trừ là cái nó truyền ra đấy, không phải là phản xạ. Ok. Bởi vì cái cổng thứ tư nó bị phối hợp giữa kháng thì làm sao nó phản xạ lại được, đúng không? Nó thằng số 1 nó truyền vào bao nhiêu thì nó chui hết vào thằng số 4 rồi, làm sao mà có cái thằng phản xạ lại được. Mà cái V4 trừ nó ý nghĩa là nó bị phản ra, đúng không? Không. Không, cái V4 trừ nó không phải là phản xạ, nó cái đi ra cổng 4. Còn cái phản xạ của cái cổng 4 là cái V4 cộng cơ. Thế nên mô hình của cái ma trận phản xạ. Như lúc nãy tôi nói này là phối hợp trở kháng thì V4 cộng bằng 0 đúng không? Nghĩa là cái phản xạ, cái điện áp phản xạ là V4 cộng bằng 0. Đấy, thì ra ở cổng 4 thì nó chỉ còn lại V4 trừ thôi. Bình thường thì nó sẽ là cả V4 cộng lên V4 trừ đúng không? Nhưng mà cổng 4 nó bị phối hợp trở kháng thì nó sẽ không có phản xạ. Không có phản xạ nghĩa là V4 cộng bằng 0, chỉ có V4 trừ thôi. À, tức là cái V4 trừ là cái đi ra từ cổng 4, tức là để tôi vẽ một cái. À, tức là cổng 1 đây nhá, nó truyền đến cổng 4. Xong cổng 4 nó truyền ra. Hình như trong slide có thể có đấy. Ờ đúng rồi, trong slide có vẽ đấy. Nhìn nó sẽ dễ hơn. V4. V4 đúng không vậy? Đang chương 4 đấy. Tôi đây đúng không? Đấy, đúng rồi. Đây thì tức là ở đây về 4 trừ đây. Ok. Cổng 1. Sẽ đi từ đây. À ok, hiểu. Đây. Đây. Ok sir. Đây là cộng á. Đoạn này sẽ S11 bằng S11 cộng với gì ạ? S41 mới. Bởi vì hai ở trên là V4 trừ đúng không? Thì ông ấy chia luôn cho V1 cộng ấy thì nó sẽ thành F41 mới. Ông ấy cả hai vế chia cho V1 cộng mà. À ok ok. Đúng chưa? Ừ.
ok rồi đấy. Ừ, ok rồi. Xịn. Nhưng mà từ ông ơi, ông cho lại xem lại hình đấy thì ông cái đoạn tính ấy, đoạn tính toán ấy, trừ 1 trên căn 2 đúng không? Ừ. Nhân với trừ j trên căn 2 cộng với trừ j trên căn 2 nhân trừ 1 trên căn 2. Cái này có phải bằng 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 căn bằng bằng j không nhỉ? J chứ nhỉ? J đúng không? Căn 2. Ở j nữa. Đi. Cái này là j này cộng với j này là thành j trên 2. À, không, chỗ j này trên là 2 j, cộng j trên 2. J trên 2 cộng với J trên 2 là thành đúng J. J. Ừ. J. Đúng rồi. Thì làm sao là J căn 2 được đúng không? Thì là D. Là D. Đây à? Đây à? Ừ. Ok. Đạt rất tỉnh. Cái này tôi lúc đấy đi học phải như đang lo làm bài tập lớn hay sao thế không nghe phần này. Đấy như có công thức Wilkinson trong cái này đó. Có là công thức ấy. Wilkinson là chương 6 hay chương 5 đấy nhỉ? Chương 5 chương 6 bộ lọc đây đây. Ông vứt xuống đi, không đến chỗ nào có công thức thì mình dừng lại. À, thầy làm mấy cái này mờ quá. Có rồi, có công thức rồi. Còn như ở dưới. Ở phía dưới á. Đây rồi. Đây rồi, là đưa tín hiệu ra cổng 1 thì để đánh công suất ở cổng 2 và cổng 3. Quá rồi. Không thấy cái đường công suất vào cổng 1 xong. Trên đấy, ông biết trên là sao? Đấy, đây 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 đây, hình như đây. Đấy đây đây này. Không cân bằng, không cân bằng. Không cân bằng. Không cân bằng ông dùng cho cái dưới, còn cân bằng ông dùng cho cái trên. À, không cân bằng thì dùng cho D2 đúng không? Còn cân bằng thì dùng cho D1. À, làm sao mà biết cân bằng với không cân bằng này? Nhìn Z1, Z2 kể nhìn Z2, Z3 với Z5, Z6 nó bằng nhau thì nó là bộ trừ cân bằng. À, đúng không? Yeah, Z1 tức là Z5 với Z6 là 70 nối lại thì 70.7 cân bằng. À đúng rồi. Kiểu cái này như kiểu là nó hai bộ chia đúng không? À, đây với đây đúng không? Ừ đấy thì đúng rồi, nó hình thành hai bộ chia thì hai cái bộ chia đều giống nhau đúng không? Đều có đầu Z1 tách ra hai cái. Đi này có cái tính đâu? À tức là có đầu này 50 với hai đầu này 70.7 được. Đấy, kiểu vậy. 70.7 okay, là bao nhiêu căn, bao nhiêu thì đây 70.7 bình phát là biết ngay. Đây là 5 căn 5. Bao nhiêu căn của 5.000. Ok sai. Căn của 50. 50 căn 2 không ạ? 50 căn 2. Đây, 70.7. 50 căn 2. Tổng số bộ chia nó không ấy. Không có gì cả.
hydro tí rượu mà cộng 1, tỷ lệ công suất là cộng 2 và cộng 3. Cái này chắc phải dùng công thức của cân bằng, và cái kia là công thức của không cân bằng, đúng không? Đây, cân bằng. Cái kia sơ cân bằng của công thức không? Đây nha. Hoàng gửi file gì kìa, chắc là đúng không? Gửi cái tệp bài tập thêm cho mọi người tham khảo thôi mà. Mọi người có thể vào phần team để xem lại số. Đây, hình như cũng có cái file của Hoàng gửi. Giống nhau luôn. Yeah. Mọi người có thể xem. Như tôi cũng tải file này vào. Tôi cũng chưa xem cái đấy vì cái đấy có chút thông tin nghe bảo là chương 2 không thi thì nên là tôi cũng chưa xem. Hoa Hoa bảo là chương 2 không thi đúng không? Nhưng mà chương 2 được phần A rồi chứ còn gì. Chương 2 lắm bài nhưng mà không thi à? Vô lý đấy. Thi phần nào? Không đâu, 5 chương 5 bài. 5 chương 5 bài. Năm ngoái như chúng nó bảo là kiểu chúng nó sẽ không nghĩ là ra vào cái phần sợi đồng, sợi cáp đồng ấy. Ở bộ nó không nghĩ ra sợi cáp đồng. Ừ, kiểu... Tại vì trên lớp này thầy cũng không chữa. Ừ đúng không? Trên lớp thầy cũng chả chữa. Thầy chỉ lướt thôi. À mọi người có nhớ cái câu mà thầy bắt chữa hai buổi không? Thầy bắt chữa hai buổi và gọi một loạt lên thầy... Ừ. Cái câu mà SIP ấy, cái câu SIP ma trận các kiểu kiểu ấy, nhớ không? Hình như là cái bạn đấy vừa hỏi tôi. Bạn ấy có hỏi trong tôi nhưng mà... Có trong cái tệp tôi mới gửi xong ấy, có giải trong này luôn ấy. À đây. Nó cũng không khó lắm. À, nhưng mà hôm nay có được cầm tài liệu vào không? Có. CP. Tài liệu là tất cả tài liệu hay là gì? Ừ, tài liệu tôi mail thầy rồi thì tôi tài liệu thầy ghi là em dùng tài liệu trừ máy tính và điện thoại. Thầy bảo thế. Tích phần. Tô slide của lượng chat. Đây có bạn nè. Bạn này hỏi tôi cái bài đấy. Đây. Cái bài. Chưa. Ừ. Đây thì... bạn ấy hỏi bài này đúng không? Bài này là cái bài mà thầy gọi lên một đống người không chữa được. Với lại tiếp xếp T hình như là sẽ... Không phải bài này. Cái bài mà SIP cơ, tìm ma trận cơ. Hai buổi luôn, hai buổi thầy gọi bài này. Nhưng mà trong cái bài giải kia có rồi. Sao cái hằng số truyền sáu này hình như trong môn gì nhưng không phải môn này. Không có công thức đấy, có công thức đấy. Càng đấy. Chương 2 hẳn hoi đấy, chương 2 hẳn hoi luôn đấy. Có đấy. Để tôi sẽ cần cho ép cái tài liệu này vào cắt. Nhưng mà tiếp tục cái của mình đi đã, sau rồi nói chuyện ngoài lề sau cho đỡ loạn. Thế ok. Thế thì câu này mọi người làm được chưa? Câu 16. 16 là 6C. Sẽ nốt vào đây. Đấy. Xem sao. Thêm vi phần. 16 mình bỏ nhiêu? C á? Bậc 2. Thêm bậc 3. P2. P2 tức là P này. Với P3 là P này. Thêm bậc 1. P2, P3. Đầu tiên thì mọi người có cần phải tính cái P ở cái chỗ này. Tức là tính cái T này xong rồi từ đây lại tính hai cái này. Cái này là nhìn, đây là bộ chữ cân bằng nhé. Nên P chỗ tổng 2 này, và cái P chỗ Z3 đấy là bằng P đấy. Xong một chỗ P3 thì nó lại chia đôi hai cái nữa. Chia thành hai cái này đúng không? Ờ. Là P3 này bằng 1/4 P1. Và P2 bằng 1/2 P1. Nhân T. Ờ. P3 nó sẽ bằng 1/4 P1 đây. Ờ từ từ nghĩa là ở phần P1 đúng không? Xong rồi nó sẽ
có một nửa chạy sang hộp 2 đúng không? Ừ, một nửa còn lại thì sẽ đi theo cái đường Z3. Ừ. Xong rồi đi tiếp lại tiếp tục bị chia đôi cái nửa đấy ra đúng không? Nó chỉ thì, thế thôi à? Ừ, bởi vì nó là cân bằng mà. À, ok, thế thì đáp án C là hợp lý rồi đúng không? Thế 17 là... Okay. 17 là tự. Không phải là bằng à đâu? Một chiếc tỷ lệ của Z2 trên Z2 trên Z của tổng Z, Z3, Z4, Z6, Z5 à? Thế bằng này tôi nghĩ là chưa không cân bằng mà hai cái Z để có bằng nhau đó đúng không? Cái... thế chỉ tìm Z2 với Z3 so sánh hai cái đấy đó chia thôi. Ừ đúng rồi, chứ chỉ so sánh cái Z2 với Z3 này nếu kiểu hai cái này bằng nhau thì thế thế sao không, không. Sao cái không phải là Z tổng từ Z3 về đằng sau à? Ông Minh nói là ông bảo Minh bảo gì? Mà tín hiệu đi vào cổng 2 á thì nó cái bộ này nó lại không phải là bộ chiêu Quy Kim Sơn. Quy Kim Sơn. À đây này, giống đề này đúng không? Đề này, còn cạnh. Tất nhiên là mình sẽ không đây thì nó gì sẽ gì chia ra hai cái này và nó sẽ có một cái R bằng 100 ở đây. Ừ, đây thì nó cũng có cái R1 và 100 ở đây. Bình phương này bấy lên đúng không? Lấy vi phân. Thì cho để cuối. Tôi tưởng đây là bộ chia Wilkinson chứ. Chỉ có là trường hợp D1 thì là cân bằng, còn D2 thì là không cân bằng. Không, thì tôi cũng nghĩ là đây là bộ chia Wilkinson bởi vì đề nó rút trừ rồi. Nên chỉ cần đảo lại là không đến cạnh 6 nha. Nếu đi vào cổng 2 thì nó giống một cổng. Nằm T được cắt 6. Nó ra nó cổng 1. Anh vẫn xuất trường rồi. Xuất trường. Còn đương nhiên là cổng 4 thì... xong thay vào. Tất cả lại đồng trình. Chắc chả có đâu. Chỉ đoán vậy. Thế nhắm làm sao đây? Ông nói 2. Câu 17 đúng không? Câu 17 tôi chỉ đoán đấy. 17 nếu mà tín hiệu đi vào cổng 2 thì nó sẽ là một cộng. Nó sẽ không ra được. Thì nó giống một cộng hơn. Em nó mới tính. Đầu ra của cái một cộng nó sẽ là cổng 1 chứ không phải cổng 4. Thì cái đoạn nó là bằng 0. Nó mới tính này. Tại sao là một cộng nhỉ? Đúng không? Trong đây nó toàn là nhìn cái slide không? Không? Đâu slide nào? Ông ấy mở slide rồi. Thế thì tôi lại sẽ bấm cái gì? Ở trên. Tiếp ở trên. 8 phần 3 6 hết rồi. Quá. Em chẳng quan là nó ở dưới. Hôm nay tôi thấy không? Tôi sẽ xếp cộng. Và cái sau ngoài này không nhân. Quá rồi. Thế thì cái điểm nào sau? Yeah. Ok, tức là mình thích phần đọc của hỏi. Quá rồi. Quá. Cái sơ không cân bằng. Cái sơ cân bằng. Đấy, cái sơ đồ này nè. Cái sơ đồ 146 ấy. À, đây đây. Nhưng mà tín hiệu đi vào cổng 2 nó sẽ là một cổng này. À, bộ ghép đấy đúng không? Kiểu đây bộ ghép nào không có tín hiệu đi vào cổng 3 của 4 thì tôi đoán nó kiểu nó đi ra cổng này cái lần này biết có đi lên cổng kia không. Ừ, như là hai tín hiệu đi vào và đi ra ở một đầu khác thì nó sẽ là bộ ghép đúng không? Ok, cho nếu vậy thì nhưng mà đây nó chỉ đưa tín hiệu vào cổng 1 à cổng 2 thôi mà, tức là cổng 1 nó không có tín hiệu vào đúng không? Ừ, bây giờ cổng 1 không có tín hiệu vào nữa. Ừ. Nếu là cổng 2 thì tôi nghĩ nó là bộ ghép. Còn nếu là cổng 3, cổng 4 thì không có tín hiệu thì đương nhiên nó sẽ không ghép rồi. Thế tôi đoán. Bộ ghép thì... bộ ghép thì nó sẽ ghép hai cái với nhau. Nhưng mà đây lại chỉ có một cái tín hiệu thôi. Tín hiệu thì vào cổng 1.
nếu mà nó có phản xạ thì nó sẽ ra ra cổng 4. À. Cổng 1 nó phối hợp trở kháng nên không có phản xạ nên nó cứ đi ra hết cổng 1. Ba cổng 4 thì không có hiệu thì nó bằng không. Ờ. Hiểu rồi đấy. Ok anh. Ờ, nhưng mà từ từ đã. Ờ, ông đưa lên một xíu đi để xem cái đề đó. Ờ. Z0 bằng 50. Ờ đúng rồi. Bởi vì Z1 mình bằng 50 đúng không? Mà Z0 bằng 50 thì nghĩa là cổng 1 được kiểu là phối hợp trở kháng đúng không? Đúng không Minh? Ờ đúng rồi. À, ừ đúng rồi. Cổng 1 phối hợp trở kháng thì nếu mà truyền từ cổng 2 vào ấy thì bởi vì cổng 1 phối hợp trở kháng thì nó sẽ đi hết ra cổng 1. Thì đúng nó sẽ không còn không cái tín hiệu nào để mà nó rẽ sang được cái đường Z3 nữa. Ừ, thế nên là cổng 3, cổng 4 nó sẽ không có tín hiệu nào nên là bằng 0 đúng không? Theo tôi hiểu là gì có còn đi ra được cái Z3 hay không á. Khó lắm. Xem lại cái này. Nhưng mà đây, nếu theo sơ đồ này thì sẽ không có. Ừ. Tức là tín hiệu nó đi từ đây, nó vào đây, nó ra đây luôn. Còn nó sẽ không ra bên này. Đây là cái cổng 3, cái cổng 3 chỗ này nó không có tín hiệu ra nữa thì suy ra cổng 4 và cổng 3 nó sẽ không còn tín hiệu. Không có tín hiệu thì P nó bằng 0. P bằng 0 thì P4 trên P2 nó sẽ bằng 0. Chị đoán thôi. Ừ. Chả biết. Hợp lý. Ok. Còn cái D2 thì công thức mà đấy thì D2 thì ông có các màn hình của cái phần công thức để ông dán luôn vào trong máy. Công thức có không cân bằng ở dưới. Đó, đúng rồi này. Có cả cái hình luôn. Thì chỗ này nó là Z1 vào và Z2, Z3 ra đúng không? Thì của mình cũng như thế, nhưng mà cái đề của mình nó hơi bị ngược thứ tự. Nghĩa là của nó là Z2 ở trên, Z3 ở dưới. Thì của mình lại là Z2 ở dưới, Z3 ở trên. Đấy, thế nên là trong công thức thì mình sẽ phải đổi lại 2 thành 3, thế thôi. Và cái thay vào xong. À, còn cái K ở trong này thì nó là R đó. K là R. K là tỷ lệ chia đấy. K là tỷ lệ K bằng chia của cái dưới trên cái trên. K bình đấy. Bằng dưới trên này. Đấy, của mình là dưới của mình là Z2 đúng không? Trên của mình Z3 đúng không? Thì K của bình của mình sẽ bằng Z2 trên Z3. À khoan. Cái tỷ lệ chia này thì nó sẽ là đầu đề đấy không? Đây nó sẽ bằng 111. À, trường hợp này hơi đặc biệt. Anh em chắc cho trường hợp nào nó lạ lạ tí không? Nó dễ nhầm. 233 đi. 233 nhé. Thôi lấy trường hợp của ông Minh ấy, cho đối chiếu cho dễ. Của mình bao nhiêu? 311. Ờ đấy, 311. Lấy luôn đấy. 311 ok. Mà tôi hỏi cái ở tức là mình lấy là Z3 trên Z2 thì cái Z3 ấy là kiểu nó có liên quan đến các Z4, Z6, 3.0 các kiểu hay là Z1 luôn không, hay là chỉ là Z3 đơn thuần thôi? Z3 thôi. Ok. Cứ kiểu ông ấy nhá. Ông che cái phần từ Z4 đổ đi đúng không? Thì nó chỉ là một cái bộ chia bình thường đúng không? Có một đầu vào, hai đầu ra là Z3 trên Z2 dưới. Đấy.
xong rồi ông cứ dựa công thức kia ông làm thôi, chứ không đừng quan tâm là đằng sau. Thức đến bọn Z4 là quan tâm sau. Ok hiểu. Tại bọn tôi cứ tưởng là sợ cái đoạn này nó sẽ ảnh hưởng đến cái trở kháng của cái nhánh này. Cái gì cơ? Nhưng mà nếu không ảnh hưởng thì ok hiểu. Ok hiểu. Là thằng nào? Thế thì sẽ tìm được ca bình. Ca bình thì sẽ... Ca bình thì sẽ tìm được cái Z02 với Z03. Nhưng mà nhiều gì? Tính luôn đi, tính luôn xem là bao nhiêu. Ừ, ok. Hay là đang làm quen được ca bình thì nó sẽ bằng là 3. À đâu, cái này ngược lại nó là 1 phần 3 rồi. Ca giả Thúy Nga. Đây K sẽ bằng căn 3 trên 3 xong đẹp tính Z2 đi, Z2 theo công thức này. Từ nó bảo là B của cái dưới trên cái trên đúng không? Căn 3 chứ đúng không? Căn 3 chứ đúng rồi. Căn 3 đây, K sẽ không như là 3 phần 2 chứ nhỉ? Mùi tắt đi. Xem lại là 3 phần 2. Không, 3 1 1 mà 3 1 1 mà đúng không? Đấy là cái tỷ lệ nó chia với nhau thôi. Còn ông phải như lúc nãy đấy là nhá. Ông mở lại cái hình ấy, mở lại cái hình của mình ấy, cái hình đề bài ấy, đấy. Nó vào của 1 đúng không? Xong rồi nó chia ra làm đôi đúng không? Thì thằng P2 nó chiếm bao nhiêu phần nhỉ? Chiếm lúc nãy của đề của mình là bao nhiêu? Bao nhiêu tỷ lệ chia là bao nhiêu? 3 1 cái E 3 và 1 đúng không? Đây, phải là 5 phần đúng không? 3 phần 5. Chia thành 4 phần chứ. 5 phần. P2 đâu? P2 cộng với P3 bằng 1 mà. À đâu, nhầm. Ok. P2 cộng với P2 cộng P3 cộng P4 bằng 1. Okay. Bằng P1 đúng không? Đấy. Thì là 5 phần. Thì thằng P2 chiếm 3 phần đúng không? Thì hai phần còn lại nó sẽ đi vào cái đường Z3 đến Z4 và nó sẽ bị chia đôi ra thành một phần thì thằng Z3 thằng P3 nó phải chiếm hai phần. Đúng rồi. Chứ mình không được dùng luôn cái tỷ lệ này đâu, tỷ lệ là sai. Đúng rồi. Tức là cái P2 này nó sẽ chiếm 3 phần thì cái đoạn này cái Z3 này nó sẽ chiếm 2 phần thì nó sẽ thành theo công thức này thì nó sẽ bằng dưới chia trên đúng không? Dưới chia trên. Thì nó sẽ bằng là căn 3 phần 2. Căn 1 phần 5. Vãi trưởng. Đây, ca nó sẽ bằng cái này. Thì mình sẽ tìm được tìm Z03 của mình thì sẽ là Z2. Ở dưới là Z2. Cái này tính luôn Z2. Bằng Z0 thì 50 đúng không? Thế nào cái hình này thì nó sẽ là... ông ơi, ông cắt cả cái hình của đề bài vứt vào đây đi cho nó dễ chứ đấy ấy lại sẽ cắt cái hình này nhỉ. Cắt cả cái hình luôn, cả cái sơ đồ luôn. Đấy, nhìn cho nó dễ. Z2 thì bằng Z0 đúng không? 50 nhân 1 cộng 1.5 trên cho căn 1.5 3 58.3. Đấy. Đây ok. Xin tí không ạ? Từ. Đấy. À quên mất là thầy rất là lừa, có đáp án khác nên là bắt mình. Thậm chí đã có thể suy ra C được luôn được. Quên mất.
Thầy lừa đấy. Thầy đã bán giá trị khác hay chết đấy. Câu C thì có 3 cái thông số đúng rồi, còn cái Z4 nó sai. Ồ, phải tính hết đấy chứ. Phải tính hết đấy. Ông tính được 3 cái đúng rồi, nhưng mà cái Z4 nó sai. Sai trừ 2 điểm đấy. Giá trị khác đấy. Thầy lừa đấy. Thâm lắm. Tính được Z2, Z3 rồi. Tính được R1 rồi. Ông nghĩ là C nhưng mà cũng là Z4 nó lại không đúng. Oh, hết ra đi không ạ? Ok. Ok ok, thế thì sẽ phải tính thêm cả Z3 đấy. Tính hết đi Lâu, tính hết đi. À, ok ok. Ảo thật đấy. Z3 thì bằng K bình Z2 đúng không? Đấy, lấy luôn để, thì bằng 1,5 nhân với cái đáp án vừa rồi. Chẵn K là gì? Nhân với không nhân với bán lấy nhỉ? Ok thế là phân tích của này. Cắn 7,5. Ok. Tính luôn rò đi không? Cái rò. Làm chính là phân tích là R này à? Ờ đúng rồi, R1 đấy. R1. Đó. Đi ra xong rồi chúng tình là cái yêu anh nhé, xong rồi em chỉ. Tài 10 nhân với 6 căn 1 tài nhân tài hướng về cộng 1 trên căn 100 102,06 là bọn mình đã đúng được Z2, Z3 còn tính Z4 nữa. À thế Z4 này thì phải tìm chứ hình như không có công thức gì cả. Z4 tính nhà mình à? Z4 thì tôi nghĩ cũng tương tự với cái này đúng không? Bởi vì chỗ này thì mình sẽ tìm được cái Z ở chỗ P này ra. À, đâu mình chỉ cần có tỷ lệ này chia tỷ lệ này đúng không? Là bằng 1 này. Xong thì sẽ tìm được K là bằng 1 luôn. K bằng 1 thì sẽ tính được cái... Z cộng 50 luôn. Ờ, thì lại tính theo công thức này. Đúng không? Z 50 tính rồi, sẽ không còn 50. Ok, thế thì tính luôn. Chỗ này là 50 nhân với đây, 50 nhân với căn của 1 này, K mới bằng 1 này. Chỗ này đi căn 2 của. Thì K2 bằng 1 đi. Tính thêm K2 bằng 1. K2 à? Ừ, chỗ này thành ghi K2 bằng 1. Nhân với là không nhân rồi, căn 2. Mất. 50 căn 2. Tính Z4, tính Z5, Z6 làm gì? À, à ok, ok, ok. Tính Z4 mà. Z4 mà. Z4 là cái Z0 của mình ấy. Là mình... Mà không phải Z0 đâu. Sai ấy. Ừ không, ý tôi bảo là... tính Z4 thì cũng tương tự như là kiểu cái Z0 ở công thức kia đúng không? Đấy. Thì, Z0 thì... có phụ Z02 đúng không? Không, ý, không, không bằng Z0 luôn. Không phải Z0. Không phải Z0. Không, không. Ý tôi là nó có vai trò, ý là có phải là kiểu nó có vai trò giống như Z0. Đóng bộ là đa trên 4 để chuyển đổi cho khám ấy. Có phải. Đấy. Z4 đóng vai trò là chuyển đổi cho khám là đa trên 4 đấy. Chứ mình không được tính nó như kiểu cái đống công thức kia đúng không? Làm thế nhà đoàn. Cái Z0 này, cái Z0 này này, nó là bằng cái trở kháng trước cái chỗ chia. Cái chỗ đấy đấy. Cái chỗ bên chỗ Z5 chia sẻ đó, chỗ chia là cái nó trước ở đấy luôn. Chứ nó không phải bằng Z4 thật. À. Thế Z4 là bằng căn của đâu? Z4.
câu nào này? Câu này 3 bằng cái 4 thì nó là bộ chia cân bằng. À, nếu mà là bộ chia cân bằng thì cũng có công thức gì không nhỉ? 5. Ông Minh ông gửi cái ảnh câu đấy xem nào. Không có. Biết sai. Hay là dùng cái Z5, Z6 này để tính cái Z4. Được. Thử xem. Đây, có Z5, có Z6, có K rồi. Thì mình sẽ... lấy cái Z này chia cho cái K đó. Đây. Z là để cho là 70,7. 70,7. Chia cho cái đây đó. Ờ tao tưởng nãy giờ Long thử cái kia, Long thử cái mày đang nói. Tao tưởng mày đã thử cái đó. Thử cái này à? Ừ, tao tưởng mày thử cái đó vì tao thấy mày lấy 50 nhân căn 2 thì tao đang nghĩ là mày nghe mình nói là sẽ không 50 luôn thì mày lấy 50 nhân căn 2 thì có phải là bằng Z5 Z6 không? Đúng phải nghĩ là đúng. Không, lúc nãy tao cũng nhập như thế nhưng mà tao hiểu kiểu khác, tao hiểu là gì nhỉ? À tao tưởng là cái đoạn này à tao tưởng cái đoạn này là Z4. Tao bị nhầm. Còn lúc nãy tao không nghĩ được công thức này. Nhưng mà hình như là sai bởi vì nhập nó không ra. Với lại nếu mà cân bằng thì chắc là không dùng được công thức này. Có vẻ là như thế. Mình không được dùng cái đấy vào đằng sau đâu. Như thế thì Z4 nó bằng 50 luôn rồi. Quá dễ, làm gì có chuyện đấy. Z4 nó đóng vai trò là bộ chỉnh đổi trưởng kháng từ chỗ Z, từ chỗ đầu Z3 kìa về trên đến chỗ cuối Z4 đấy. Chỗ cuối Z4 là bằng 50 và bằng Z0. Cái chấm đen đấy là bằng 50 đúng không? Đấy, là bằng 50 thì mình cần tính chỗ đấy bằng 50 luôn. Nhưng mà đúng mình trời. Cần tính cái chấm đen ở đằng trước cái Z4 đúng không? Đúng rồi. Tính cái kiểu gì nhỉ? Trước nhớ như tôi thầy có cho bài mà. Rồi, giờ xem lại xem. Xem lại mình ghi chép của mình nhớ hiểu. Phải thưởng. Tôi cái phần đấy nó bị mù rồi. Kiểu có lẽ là nó phải như code ấy, code nó có kiểu comment giải thích các kiểu. Ở đây mình làm cái chép công thức xong số còn ghép thành thay. Lúc nhìn lại không hiểu được gì. Với lúc đấy thời gian đấy toàn chạy bài tập lớn mà. Đoạn đấy, giai đoạn đấy căng. Thử tính theo công thức R này, thử xem R đây cho bằng 100, R2 bằng 100. Rồi đúng không ạ? 100 thì... 100 chia 2 chứ. Chia 2 thì bằng 50 thì nó sai lòi ra. Chỉ bằng 50 thôi. Hay nhỉ? Làm gần hết rồi, có mỗi tính hay không mà. Tính được cái dấu chấm. Thường à đúng thì... không? Ông mở thử cái bài của bạn, cái gì bạn gái của bạn gửi đúng không? Thì như cũng tôi thấy cũng có mấy cái dấu chấm đấy đúng không? Ờ, cái đấy là T. Cái này là T mà. Thì nó khác của Kỳ Sơn đấy. À, T khác nhau. Ừ nhỉ, đúng rồi, cái này là T. T junction mà. Kiểu nó giống thế nhưng mà tức áp lực phải khác. Đây. Quy trình kiểm tra. Cái này cũng không cần dùng gì. Không, cái này cần.
thôi. Em trang ấy. Đục định không? Anh quay từ được. Đây phải ấm mà phải ấm mà. Đây là sang cái tiết một này, sang cái tiết hai này. Hôm nay làm cái nhà của là ông xem. Đi xem phải là ông đi đi. Ui, xa. Nếu mà trong trường hợp này nếu mà đi thi thì tôi tính ra được ba thằng kia chắc thì tôi cũng phang mẹ luôn đi C đấy. Tôi cũng không nghĩ trường hợp có giá trị khác đâu. À đúng rồi, đề thường kiểu hiếm khi có cái giá trị khác này. Nhưng mà cũng chả biết đâu được. Kiểu mình sẽ đủ một khác đấy. Ừ đấy, kiểu mình cho tính ra được ấy. Nếu mà tôi không tính được phang mẹ đi C. Nhưng các bạn nói là giá trị khác. Tính ra là tôi không rồi. Mọi người nhớ là bị trừ điểm nhá, sai bị trừ điểm đấy. Không, thầy để sai bị trừ điểm tức là để những ông nào mà không chắc chắn thì sẽ không khoanh. Chứ còn anh em không sợ kiểu thầy cho cái để trừ điểm để trừ điểm anh em đâu. Cái đấy là kiểu thầy để cho những đứa không biết thì nó không dám khoanh bừa thôi. Thế à? Thế là, đây là tôi nghĩ theo kiểu tích cực là thế chứ còn thầy không, thì... Không. Không biết. Không, thế em phải làm thử câu 19 đi ông. Coi như câu đấy để lại đi. Câu 19 sao làm thế nào? Trở thành đầu ra của mình. Nếu làm được câu 18 thì làm câu 19 thì dễ mà. Chúc năm mà. Dạ. Trở thành đầu ra. 19 thì ra 34 thì phải. Em đáng thích nghe. Em mà... Em là sao? Em là trở kháng đầu ra của cổng 2 là tính thì cái dấu chấm ở chỗ P2 đúng không? Chấm này đúng không? Ờ. Nó bằng Z hai bình chia cho 2 Z 1. Z hai bình chia 2 Z 1. Chắc ta luôn 34. Dạ. Tại sao thế? Này, đẹp trai này. Nó giống như một bộ chuyển đổi đến... Xem cái chuyên nghiệp. Nó bộ chuyển đổi trở kháng, ta đã trên 4 rồi. À, ở cái lambda ở cái slide gì có mà nhỉ? Chuyển đổi trở kháng lambda trên 4. Nhưng mà 2 set 1 là do mút lẻ nó chặn đấy. Không phải để ý cái chỗ mút lẻ nó chặn cơ. Không, được. Cái này nó không chuyển từ thẳng từ set 1 đến set 2 mà nó chuyển từ 2 set 1 đẹp quá. Thế á. Ờ. Thế luôn. Bộ Wilkinson là thế, còn bộ T thì nó cũng chuyển thẳng. Ờ. Ông nhắc Wilkinson phải nhân đôi cái chỗ set 1 lên. Một tổng lướt của mẹ chặn. Qua cái chỗ mốt lẻ mốt chặn chả để ý gì cái cứ ừ, đúng rồi toi lướt qua như lướt sóng luôn. Ơ nhưng mà làm sao để biết nó là mốt lẻ mốt chặn nhỉ? Đều cho mốt lẻ mốt chặn không cho nó phải dựa có gì đó để biết chặn này. Ông pháo toi nghe nào mốt chặn thấy chấm hỏi chỗ hỏi mốt lẻ chặn sau khi chuyển sang nó thành hai set công cái đấy. Ờ đúng rồi, nghĩa là đầu vào nó là cái Z0 đúng không? Ừ, chia 100 lẻ thì cái trở kháng nó gấp đôi lên. Không, cái này không phải đâu, cái slide trên cơ. Không phóng nhầm rồi. Đây chả. Đây à, đây à. Cái slide mà có cái dấu hỏi chấm của thầy ấy, thầy hỏi chấm ở trên này cả.
À đây đúng rồi, đúng rồi. Ở dưới 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 dưới. Đây. Có cái dấu hỏi chấm đấy đấy, đúng rồi đấy. Đúng không? Đấy, thì trường hợp một chẵn là vào Z0, sau đó hai cổng, mỗi cổng là căn 2 Z0. Đấy, xong thầy hỏi một lẻ thì là như thế nào? Không phải đâu, chắc là đánh đố. Đánh phân tích vấn đề này các nghe. Thực ra thì chúng ta ông Long đúng không? Ông tìm cho ông tìm hộ tôi cái phần mà Minh bảo là cái gì mà Lana trên 4 ấy. Mấy tôi tìm được rồi mà giờ tôi mò lại cho thấy là thế này. Tức là biến đổi bước sóng 1/4 đúng không? Ở slide mấy nhỉ? Chương 3 hay sao? Đây đúng không? Đây đúng không? Cái 1/4. Hấp dẫn nhìn người xưa. Cái gì mà chúng ta nãy nó không nhận cái 1/4. Cứ lướt xuống đi không ạ? Tôi gộp cả mấy slide mục đích để Ctrl F cho nó dễ. Tất cả thấy nhiều. Chứ mà là gì ngày xưa không có gì đâu. Tuy nhiên thì bây giờ thế giới ảo bên ngoài đó. Đây, với hợp cực kháng. Thế giới ảo nó cho đây à? Ờ đúng rồi. Nghĩa là cái Z gì đấy? Em phóng to thế nào? Z1 là cái gì? Z1 là trở kháng của đây, Z1. Z1 là cái đoạn mà mình nối thêm, còn Z0. Z0 là Z in đấy đúng không? ZL là Z tải đúng không? Không, Z in là cái Z mà sẽ nhìn từ cái Z1 này với ZL. Z in tức là cái đoạn này. Đây. Còn Z0 là cái đoạn đằng trước. Đằng trước mình nhìn vào. Z0 là đoạn trước. ZL là đoạn tiếp theo. Còn ZL thì là Z tải, còn Z1 không, ZL Z tải, còn Z1 là cái đoạn nối thêm, cái đoạn lambda trên 4 thì sẽ là cái giữa thì bằng căn của hai cái bên cạnh đúng không? Thì sẽ là cái bây giờ mình muốn tính cái bên cạnh thì bình phương lên chia một cái. Đó, rồi bình phương lên. Thế sao lại có số 2 lúc nãy? Đấy, lúc nãy ông bảo có số 2 đúng không? Một chẵn một lẻ. Chẵn một lẻ đây. Cái một chẵn một lẻ đây. Mở slide. Slide một chẵn một lẻ đó, ông tìm được rồi đây. Mở cái này nó lại bị trôi khác, tôi sẽ thêm một cái này. Okay, chẵn một lẻ. Đâu phải đâu. Cái đây ông gộp rồi nhỉ? Rồi thì tìm cái đúng không? Đấy. Đúng không? Có căn 2 Z0 này đúng không? Nghĩa là cái đoạn đấy bằng căn 2 Z0 đúng không? Đoạn tiếp theo thì là cái Z mình cần tìm. Còn đoạn trước thì là cái đấy. À ok, tức là đoạn này nhân 2 lên, ok hợp lý, đúng rồi đấy. Đây, tức là cái này thêm số không, cái đoạn này, đúng rồi, đoạn này thêm số 2 lần trước, thêm số 2 đoạn, thêm căn 2 bình phương lên thì nó là 2, ok. Cũng không phải thêm căn 2 đâu, thêm căn 2 chỗ sẽ không cơ, ở trong căn á. Không, thêm căn 2 ở cái phần nối thêm chứ. Đoạn này là căn 2 là bố trí cân bằng cơ, đây là không cân bằng, đang là không cân bằng nhé. Đấy. Thế không dùng được cái này à? Thế thì là nhưng mà cái mốt chẵn mốt lẻ nó xuất hiện ở cả cái bộ chia cân bằng và bộ chia không cân bằng. Cái này chắc là nó chưa đến phần cái bộ chia cân bằng với không cân bằng. Tức là không cân bằng với cân bằng thì nó sẽ liên quan đến cái tỷ số Z2 với Z3, còn P2 với P3, còn cái mốt chẵn lẻ này nó thì nó không.
thì nó lại liên quan đến gì đấy? À, liên quan đến cái đoạn Lana 94 này, đúng không? Lana 94. Đúng không? Thì như vậy thì lấy phần này đúng không? Không ở giữa căn 2 z 0 nghĩa là căn 2 z 0 bằng căn bậc 2 của z 2 nhân với cái z mình cần tìm đúng không? Còn ông đọc lại không? Để bấm máy tính. Không, có đúng không đã? Làm thì đeo đúng, thì vẫn đeo đúng. Bởi vì ông Minh bảo là Z2 bình trên 2Z0 rồi mà. Thì tính sai nhẹ. Ông mở lại cái slide mà 1 phần 4 ấy. Tư để xong rồi. Nó hơi bị lú. Đúng không? Nghĩa là cái giữa, đúng không? Giữa là Z2. Là Z2, đúng không? Nó bằng cái hai cái bên cạnh nhân với nhau trên căn, đúng không? Đấy. Thì ở đây sẽ là Z2 bằng căn của Z1 nhân với Z nhân với cái Z mới cần tìm. Ừ, đúng rồi. Đây. Đúng rồi, đấy Z2 đây Z2 đây bằng cái đoạn phần bằng cái đoạn nối thêm tên bút chữ biên nối thời Z2 bằng cái đoạn nối thêm bình phương chia cho 2 lần Z1. Cái đâu ra đó chứ không phải là cái Z2. Không nói cho đúng vào. Không là ông nói lại là chia chia cái gì? Cái đầu ra rồi trở thành đầu ra Z2. À đây đây. Trở thành đầu ra chúng đầu P2 á, đầu P2 cơ. Đầu cái chấm P2, cái chấm cho P2. Hoặc từ từ tôi là sẽ cái đầu ra đấy. Sẽ bằng cho vào pin cái gì cơ? Z2 bình. Khó quá. Đây nhá. Đưa lại cái này. Công nhận là giờ thì tôi mở vào pin tôi đánh dấu cho nó dễ. Mọi người nói đầu đuôi thì hơi lú. Rất nhạy cảm về những cái story một cái tiền. Đâu rồi. Cắt xong nó mất hình luôn. 1200 view. Story đây. Open click pin. Bên ông page trực tiếp vào luôn được mà. Đây nha. Chỗ này là Z2 cuối đấy. Đấy là mình cần tìm này đúng không? Z mình cần tìm này. Là 21.000. Tất nhiên là trồng vào đây bản nhé. Rồi, cái đoạn nào Z2 đầu. À. Ủa. Z2 đầu. À, đấy xì sang một cái mục tin. Và bố em không rất lá chanh. Thế là em cho tài một cái cắt. Đây đúng không? Đây là Z2 đầu. Đây là Z2 cuối. Và cái đoạn Z ở giữa này thì nó tính dựa trên chiều dài. Tính dựa trên chiều dài 5. Chiều dài 5 đa trên 4. Cái siêu mỏng. Thì cái Z2D. Z2D. Chắc là. Của cái Z2 giữa. Nhưng mà cái đoạn này của em nếu mà muốn siêu mỏng các cái số filter đúng không? Đấy. Cho cái Z2. Đây chứ. Chỗ cánh đầu ra của cổng này. Chỗ cánh đầu ra. Anh đi xong là anh sẽ đầu lột xác nha. Chỗ cánh đầu ra tức là cái này nó sẽ bằng đáp án. Chính xác. Chính xác rồi.
đi xong là chúc lên xin gia nhập đi sau tự nhiên nó chúc nhận mời ai mà chạy đi ấy nhỉ, chạy đi à đi rồi à? Mà cái này thì sẽ có công thức, công thức cân tức là xếp hai ở giữa với lúc em mặc quần áo mùa đông, quần áo nhà mùa hè. Ok, đồng ý đấy. Bình phương xếp thì đầu. Nói là mình có thể nói anh ra một cái nhân quan với xin phép của anh ra một cái quan là xếp hạt cuối đúng không? Rất xinh. Okay, nhưng mà lúc nãy còn có nhân 2 gì nữa? À không, không cần nữa, bởi vì chỗ này là có căn 2 rồi đúng không? CH anh không biết. Ờ thì chỗ này nhá. Thì Z2 cuối là mình cần tìm đúng không? Chút xa đây không biết nhỉ. Ừ đúng rồi. Z2 giữa. Chính là Z2 luôn đúng không? Đúng mình. Ờ đúng rồi, Z2 giữa bằng Z2. Ờ còn Z2 ở đầu thì chính là cái Z2 ở đầu bằng 2Z1 đấy. Anh có rất nhiều thằng em. Bao nhiêu? 2Z1 à? Học giỏi. CBA 4.0. À. Z2 ở đầu bằng 2Z1. Ông anh CBA của 3.4 rồi. Tính tiền. Thân chia 4 chất lẻ. Ông phải để tích rồi đấy. Thân chia 4 chất lẻ. Chỉ bằng tuổi thì vừa đi. Khi nhà nó muốn là anh trưởng thành đấy. Đúng không? Chỗ này mình xếp lên luôn. Là sao làm ở đằng chả? Có sao làm ở đằng khác? Thì là cái cần của anh là cái đầu mục. Đây mình xếp 2 này thì mình tính được ở đây đúng không? Tức là hơn, nó hơn mình xếp 1. Xếp 1 là đây. 15. Công thức. Còn tầm hơn 3 giác. Ở mình tính. Và hơn 1 giác của 3 năm. Xếp này cuối thì sẽ bằng cái này. 15 tuổi đây luôn. Cái thêm sữa là Z2 này là bằng nó tức là cái công thức lúc nãy vừa bấm đây đấy tiếng Anh như thế thì đáp án E à? Tiếng Anh học giỏi tiếng Anh đúng không? Đáp án E. Đáp án E mà là cái đáp án V hoang mang, đáp án khác. Đáp án khác là bao nhiêu đúng không? Nếu thầy cũng bắt tính thì ngon quá, thầy bắt tính thì thôi. Khi mà mình ra một số mà không có trong 4 đáp án đầu thì cái đầu tiên mình nghĩ không phải đáp án E mà cái đầu tiên mình nghĩ là mình tính sai. À đúng rồi. E. Nó chơi cái trò có đáp án khác rất là khóng nhá. Trời, tâm lý quá lìn. Kiểu mình không tự tin được đâu đấy là mình đang đúng không? Đúng không? Tự tin, nếu biết tự tin là một chuyện, mình chọn luôn đáp án E. Đây mình đã biết có đúng hay không nên mình sẽ nghĩ là mình không tính đáp án giống bốn đáp án kia nên sẽ mình nghĩ là mình tính sai. Với lại thường ít khi thấy đáp án khác toàn kiểu đáp án nào trong một trong bốn đáp án nên khi kiểu là này thì rất có nhiều đáp án khác. Ok thôi, như thế cũng hiểu rồi, hiểu đoạn này kệ nè. Quay tương tự cái này, ông quay tính cái Z4 lúc nãy á. Xin đi chi thì cái Z trở thành đầu ra ở cùng 3 thì ông cũng dùng công thức tương tự như này. Thì ông tính được cái Z đầu, cái Z cuối là bằng 5 thôi. Biết ngay mà, biết ngay đó. Sẽ lừa mà. Sau ông tính Z4. Đó, chuyện này ông biết ngay là cái Z4 nó khác hẳn Z4 ở đây luôn. Thế lại đáp án này thế. Thật ra không tình yêu là quay xe đấy. Một câu thầy lừa. Thêm một câu thầy lừa. Mà đề năm ngoái đây là đề thi online các bạn. Nên là tôi nghĩ đề thi offline chắc là sẽ dễ hơn. Phải làm thi Nga dạy online. Nhưng mà thầy kiểu gì cũng cho mỗi người một đề kiểu như này thôi. Nên là cứ phải hiểu xong đi thi làm. Hiểu làm thì có tự tin. Không hiểu là coi chứ còn không phải chất theo được như con sợi các thứ. Con sợi với môn gì thông tin, mạng thông tin má học con sợi thì mông lung vậy. Rồi môn này là phải cái sao sai môn con nào chậm không à hay là bài nào. Thế mọi người có thử tính câu Z4 không? Đúng, Z4 đi. Ok. Cái này để copy. Câu 19.
Anh chị đây. Con bé nhà mình năm đấy. Mà hình như ông record cái này đúng không? Ờ đúng rồi. Mọi người có thể vào xem lại. Nhưng mà dạo này team nó bị gì ấy? Record nó cứ bị exit, tức là nó có thời gian ấy. Có thời gian tồn tại. À thời gian nó lưu cái video đúng không? Tức là ví dụ 5 ngày sau là nó bị video nó tự xóa. Mọi người thấy không? Cái này mọi người chắc chưa thấy được. Thì môn là môn quy hoạch, quy hoạch, quy hoạch kỳ này. Văn, toán à, chắc cái nhóm này không quy hoạch luôn cũng được. Quả chơi môn gì? Chơi chữ gì? Quy hoạch chắc mọi người tự tin rồi, không phải như môn này. Có chữ môn gì luôn. À đây này. Nhưng mà ít ra thì cũng hiểu, ít ra cũng đỡ hơn môn này nhiều. Record này thì nó đã được cài đặt cái thời gian tồn tại, cài đặt cái tồn tại. Kiểu là nó sẽ có cái thời hạn để mình xem, không phải được xem mãi như lúc trước. Kiểu giờ team nó bị thế, chắc là do dữ liệu lưu nhiều quá. Đám mây hết hết mà hết chỗ mây để lưu. Ok, chúng mình sẽ tính tiếp cái Z4 tính theo công thức này. Z4 ở đây thì cái đoạn này thì mình sẽ tính được là được 50 đúng không? 50 lúc nãy tính dựa theo cái công thức này đó. Công thức này thì đều tính được cái Z4. Thì cũng sẽ tính được cái Z4 ở đây. Đoạn này sẽ cắt làm hình mới đi. Vậy thì mình chỉ cần tính cái ở đằng đầu thôi đúng không? Cái cuối mình tính được rồi. 50 rồi, tính cái đầu xong. Lâu ơi, bạn cùng phòng mình đang học môn gì? Bạn cùng phòng tao đang tán gái. Học môn tán gái. Nói chuyện với người yêu. Môn học tán gái đại cương. Đây. Đoạn này là Z4 cuối sẽ bằng 50. Viết luôn nhé. Z4 đầu thì Z4 đầu thì bằng gì? Z4 đầu Z4 đầu là Z3 thì phải. Z4 đầu sai của Z3. Tức là lấy đây luôn. À không, quên. Không, cái Z3 đầu ra. Trở khán đầu ra của Z3 cơ. Trở khán đầu ra Z3. Tức là mình sẽ phải tính trở khán đầu ra Z3 nữa. Không, hình như bằng luôn Z3 thì phải. Không, bằng cái Z3. Cái Z3 này là cái đoạn này. Đúng không? Còn mình cần là mình cần cái đoạn cuối này. Cuối như mình tính rồi thì câu trên mà. Cuối giống tính trở khán đầu ra của Z2 ấy. Ừ. Rồi, thế thì mình sẽ phải tính đoạn này. À, thế tương tự với Z2 này. Đây thì dùng công thức này. Nhưng mà tiếp là nó không phải là 52 đâu, 87. 87,52 này. À, nó chỉ thay cái này bằng 87,52 thôi. Xem luôn. Bình phương này, chỗ này sẽ tìm được cái 76,6 đấy. 76,6, ok. Đấy, Z4 cuối, còn Z4 đầu, thêm cái đoạn Z4 đầu. Còn Z3 cuối bằng 76,6. Đấy, tính thì,
Z 4 rưỡi thì sẽ bằng căn của hai cái này 76.6 nhân với 61 mấy 61 đó được rồi đó quay xe toi coi này ok này nó sẽ nằm ở đây. Lâu sau thì gửi cái tệp này lên chat nhé. Ừ, ok. Tám. Cái bài em gửi đâu cái gì? À, từ từ ông ơi, cho tôi hỏi tí. Dạ, chút cái đoạn Z4, à đâu, có phải Z4 nhỉ? Ừ, đúng rồi, Z4 đầu ấy. Ừ. Thì bằng Z3 cuối và bằng cái Z4 đầu. Z3. Bằng cái gì nhỉ? Ông... Bằng 76.6 này thì sẽ tính cái kiểu gì vậy? Đó, đây, 8, đây. 7.52 ừ. là cái Z3 đúng không? Z3. Ừ. Xem được cái 2 lần cái 5 đây, Z3. Đây là Z3 cuối bằng cái này 76.6. Anh thấy anh đang nghe học em thấy rồi anh đọc qua đúng không? Không hiểu chưa? Đoạn này không hiểu. Con số 76.6 này. À, đoạn cuối thì nó sẽ bằng cái đoạn giữa bình phương chia cho hai có ở đúng không ạ? 2 x 50 thì nó giống với công thức tính Z2. Z2. Ừ, rồi, tôi hiểu. Ừ. Đây, câu này sẽ chọn đáp án E thôi. Phải câu 4. Bởi vì đi, hai câu E liên tiếp thì... Kiểu thầy muốn... cho chúng mày nếu mà chủ quan chúng mày tính được mỗi cái này mà chúng mày chọn cái này là chúng mày sai rồi đấy thầy cho kiểu thế thầy kiểu thôi câu nào mà kiểu có tính nhiều thì không tính được là e luôn đấy, ví dụ không phải còn tao thì tao sẽ mò hên xui trong một trong bốn câu này bởi vì thường ít khi thấy cái này, nhưng mà cái này mình tính ra được nó khác thì mình sẽ chọn thôi. Còn nếu mà trường hợp chưa tính được gì thì tôi nghĩ là nên lụi một trong bốn câu này. Hợp lý. Bởi vì mình tính ra được nó khác thì mình mới dám khoanh cái này. Còn không thì thấy thường nó ra trong một trong bốn cái này. Mọi người... thử câu bộ lọc làm luôn bộ lọc cũng được. Sorry anh em thì phần bộ lọc tao cũng chưa bộ lọc ở chương 6 thì cũng chưa làm không cao thì chỉ đây không cao hình vẽ rõ ràng loại bỏ vùng tần số thấp đấy và của bộ lọc 5 đáp ứng dạng booster word tần số các bộ lọc x bọn mình là 1 này đây đây 1 ghi cái hết cắt cái đề vào đọc thông cao sử dụng tần tự c n 5
Bộ phần bộ lọc này như thầy cũng cho là mấy bài đáp ứng dạng. Cái tôi nghĩ là cái phần bộ lọc này không khó lắm, kiểu nó không phức tạp như cái chương 4, chương 5 kiểu cho bạn. Mình tiện thì mình cứ làm luôn đi, đúng không? Trong đó x bằng 2 cộng với 2 số cuối chia 100. Đấy. Có số 2 có số 2 chia cho 100 không? Còn mọi số duyên của anh. Tôi là 20 2420 thì 2420. Ok, 20 trên 100 đúng không? 20 trên 100 cộng 2 đúng không? Đó là 2,2 cộng chia các là có Z0 50 ohm. Đầu tiên là vẽ sơ đồ xác định giá trị phần tử LC. Xác định gì cái IL là cái gì ấy? Hướng dương thì có nghĩa là gì? Thứ nhất là IL là gì ạ? IL là gì? Loss à? L là loss. Insertion loss này. À đúng rồi. Xác định cái gì đó suy hao ở tần số. Đấy. Sơ đồ bộ lọc và xác định đây chưa giá trị các phần tử C. Vẽ sơ đồ đơn giản đấy. Bây giờ Long bây giờ Long tìm cái bảng gì đó? Cái bảng đầu tiên ấy, cái bảng max gì ấy. Có keyword gì không? Tao không biết, em phải lướt lên ở gần giữa ấy, trên giữa ấy. Ông cứ lướt quanh cái chương 6 là có không? Trên giữa ấy. Sao hay có nhiều đâu. Nghe giọng thầy nào quen. Ôi cái này đó, đúng rồi cái này đấy. Max. Nhưng mà đây là dạng maximally flat của mình là butter gì ấy bạn? Maximally là butter what đấy. Maximally là butter what? Maximally flat là butter roof luôn. Thầy chơi thế thì đúng chết bọn em. Lướt slide xuống là thấy đấy, lướt slide xuống là thấy hai cái này như nhau đấy. Lướt tiếp đi nào. Ta có thể tìm keyword bằng bút tờ. Không biết tóc. PD là kiểu tìm nó hơi ba chấm. Bạn sợ kiểu nếu mà ảnh thì nó sẽ không tìm được thôi. Nếu mà chữ thì nó sẽ không tìm được. ILM xuống tiếp đi ILM tiếp đúng rồi, slide trang 17 ông ơi, trang 17 là cái số thì... dưới này cái số ở dưới trang 17 đó đây. Không thấy không? Đúng rồi, ok em chụp lại rồi. Cái này ok. Cái chỗ slide khó mà. Thì cho bảng cái maximum flat được 5 thì từ 0 một mấy đến g 1 đến g 5 thôi, sau thay vào cho C đầu tiên. G 1 g 5 lấy gì nhỉ? Giá trị của con dốc maximum flat. Sao ta? Giờ trong slide có đây hơn đây này. Là điện kiểu vậy muốn. Kiểu vậy là điện. Nhưng đầu tiên mình phải vẽ được đã chứ. Vẽ là gì? Thì vẽ 5 phần CLCLC. Ông Hoàng làm rồi à? Tôi không làm rồi nhưng tôi biết làm. Nghĩa là nó có sẽ là C1 L2 C3 L4. C1 bằng G1, L2 bằng G2, C3 bằng G3, L4 bằng G4 và C5 bằng G5, thế thôi.
Sau sau sẽ chuyển đổi sang giá trị thực thì trong sau này cũng có đấy là từ lăng nữa đấy kiểu đây nó công thức hay là không phải đây đây mới chỉ là ấy thôi đây mới tính thừa thôi còn lại nó sang picofarad hay là nano henry nữa kiểu kiểu là nó có chuyển đổi hết. Trên phải không ở dưới không nhớ ở đây này đây đây mới lướt qua xong à không xuống tiếp đi xuống tiếp xuống đây đây đúng rồi chuyển đổi tham số đấy trên ở thế ở đây đây đúng ở đấy có nghĩa là cái lk ấy là g đấy lk ấy là g ck là g không là để là cho LK thì là gì? LK là cái G đấy. Ví dụ như là L3 thì bằng G3. À ừ, đúng rồi, đúng rồi. Ừ, còn G0 là Z0, G0 là Z0. Gain với lot. Thế rồi, thế thôi. Là mình đã thiết kế xong rồi đấy. À, cái G đấy thì cũng có lúc nó là L, có lúc nó là C đúng không? Ừ thì như mẹ tôi bảo đấy là C, L, C, L, C. Thì tùy từng cái thì mình thay vào. Thế thì mạch thì nó sẽ dạng như này. Thì vì nó có 5G, 5, 5, 5 cái G luôn hay là 4? 5, đây, 5. 15. 1, 2, 3, G. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Đây nó bảo có 6G. Không, 6G ấy là cái tải cuối cùng ấy. Không liên quan. Tức là cái chỗ này cần phải mắc thêm mà Không, không không cái tải cuối cùng là cái Z0 như kiểu. Tức là cái G nó cũng một cái nó không liên quan. Ừ. Mình chỉ cần đủ đủ 5 5 cái LC LC thôi. À ok ok. Thế thì mình cần phải thêm một cái L và một cái C ở đây nữa đúng không? Ừ đúng rồi đấy. C đây. C là mắc sau xong rồi L mắc nối tiếp. Luôn luôn là như thế vậy. Thế thì sẽ vẽ một bên. Đâu, vẽ vẽ chắc vẽ thêm cái này. Tiếp LK sẽ được chuyển thành LC song song. Đây là CK. C và L. Đây là thâm thấp thành chắn giả. Từ thâm thấp sang bộ lọc thâm cao. Sang bộ lọc thâm cao. Thì C sẽ bằng 1 trên này. Ok. À, công thức ở trang 39 đúng không? Ờ đúng rồi. Thì cũng giống như công thức của hàng bảo đây. Đấy đúng không? À không ạ. Hai công thức giống nhau. Thêm vào cái chỗ này. Cái là đầu tiên là vẽ đúng không? Vẽ xong chuyển đổi từ thông thấp thành thông cao. Đúng không? Xong rồi tra bảng với n bằng 5 thì tìm ra 5 cái g. Thay vào công thức để tìm ra các cái L và các cái C đúng không? Ừ. Đấy. Xong rồi có cái biểu thức thì có công thức nào đấy để tìm ra cái suy hao ấy. Như cũng cũng tra bằng bảng hay sao? Thôi cứ làm tiếp đi. L làm từ từ nhé. Ừ, làm từ từ. Không nói mình gì thì cũng hay là tính theo và đến bắt dương và đến là tính nhân âm thì mình phải tháo cái này anh
Anh dám nhờ. Nếu nó không nói gì đúng không? Thì là à, quy theo khi ông theo ích sự bê theo khi đám nó mặc lệnh trường dương đúng không? Trường âm thì anh phải thấy nó trừ phía trước, thì cái trừ trước đấy sẽ là R3 nữa. Anh sẽ bảy đúng không? R4 nó làm đây đúng không? Anh đoán. Đây là cái C. Anh kia bảo đúng không? Chasky. Chasky. Nhưng mà này đúng không? C, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xong cái này là R6, R6 này thì không cần thiết. À, là nó sẽ có trong bảng này luôn. Trong cái bảng này, cắt cái bảng này vào. Cái bảng này ra của mình. Jacobi, Jacobi là sẽ đến 3. Ví dụ nha. Không biết, không biết bởi đến dạng. Ờ, hình như thằng này nó vẫn là bên đây thế. Phải cũng ra thằng này. Thích phân bên đây này. Thế thì phải. Ngày đầu nó cắt 65 hay sao? Xem nó đang dạng. Liu sẽ tiến hành gửi kết quả học tập rèn luyện của K63 tới Win. Chỗ lên là tự. Ủa gì vậy? Sao cái gì vậy? Nghe sợ gì vậy? Mew ấy, bọn bên trước khi đấu dân ấy à. Nó gửi kết quả qua số liên lạc điện tử. Phải, là như kiểu thời cấp 2. Ừ. Nhưng mà trường phụ huynh cũng vào xem được. À, mới phụ huynh cũng vào xem được. Nhưng phụ huynh tôi thì không. Mẹ tôi thì thường tôi sẽ báo trực tiếp, tôi thì chả. Tôi cũng chẳng ngại gì về cái tạch môn nào nói luôn. Thoải mái, mẹ tôi thoải mái. Trước buồn cười mẹ tôi bảo là sao mày học được gì mà được con kiểu kiểu. Đấy mẹ tôi cũng nghĩ là 10 ấy, 10 thang điểm 10 ấy. Xong đập mình tính CPA, GPA trên thang điểm 4 này. Nó thành được gì rồi, thấp thế này. Toàn thấy 1, 2, à gì nhỉ, 3, 4 ấy. Buồn cười. 3-4 là đỉnh rồi. 3-4 là con ra trường bằng khá đấy mẹ. Không. À đâu, bằng à, bằng giỏi. Quên, quên. Bằng không nữa. Kia đoạn này sẽ tính được G. À, rồi anh chỉ thích sao? Nói chung là kiểu mình học đại học thì kiểu mình có muốn cho bố mẹ mình biết không, chứ còn nếu mà không muốn cho biết thì quá nhiều phương pháp. À. Tôi thì thoải mái, tôi thì về nhà ở con thạch môn này con môn kia. Xong bảo là do trường con học khó, hôm sau con ra trường đúng hạn là được. Với kiểu kiểu quê, mẹ tôi cũng không quan tâm với đây, kiểu bỏ bây giờ đưa điện thoại mẹ tôi vào tìm chắc ngồi còn lâu. Nhắn tin còn đấy. Nhắn toàn nhắn không giấu thì à, thế thì khó nên tôi cứ kiểu mẹ tôi thoải mái vì mẹ tôi cũng biết là học thì so với bạn bè thì mình cũng kém thật, nhưng mà so với ở quê thì mình cũng thuộc dạng giỏi rồi nên là mẹ tôi cũng không lo lắm. Để chỉ hỏi xem bạn bè nó học hành như nào thì mình cũng học theo như thế, để thua bạn bè suốt các thứ.
Ví dụ như tôi lên đại học mẹ tôi chỉ bảo là đừng đi net thì... nó là ít. ta đi xem ít là số, ít là điểm mà ghi là hệ số thì nó vẫn là lẻ. Ví dụ đây là bình phương thì nó phải là ít. Ừ, bằng chấm đi. À, ông Hoàng ơi, cho tôi hỏi nhé. Cái bảng ấy thì cái gì? Cái bảng của mình đó đúng không? Thì mình sẽ dùng cái bảng maximally flat này đúng không? Ừ, cái này tùy vào đề bài, tùy vào đề bài ấy. Có nghĩa là đề bài này nó không phải 5 dB thì mình sẽ tăng lên khoảng 5 dB, còn nếu như 3 dB thì mình sẽ trả 3 dB. Mà đề bài đâu có cho bao nhiêu dB đâu. Thì không cho đa đi thì mình không tra, không tra bảng 3 dB. Ở đây bất dấu thì mình sẽ tra cái maximum. Ừ, thì tôi tra N5 ấy thì sao nó có tận 6 G ấy? À thì G cái cũng là cái cuối là G, cái trở. Là cái trở Z không. À ok, ừ thế định cũng không quan tâm cái quan tâm 5 cái ở giữa gồm một thứ là 5 thôi. Thì cái thì easy rồi, còn cái cuối thôi thì tôi làm bắt từ từ để từ G làm sao để suy ra cái L nhỉ? Có công thức không? Công thức đây à? Khoan, khoan, à đâu để... cái công thức mọi người từ từ sai rồi đấy, sai rồi. Đây là bộ lọc thông cao. Ờ, thông cao nhưng mà hình như cái này thông thấp đúng không? Thông cao, cái đây thông thấp rồi đấy. Đây là chuyển. Ờ đúng rồi, thì mình phải chuyển đổi sang đó chứ. Chuyển sang thông thấp rồi. Được, đọc đề cho kỹ nha. Kiểu thông thấp, thông dài, thông dừng như gì đó. Không chắc chỉ ra thông thấp, thông cao thôi. Thông dài và chắn dài thì... Thông dài có ra đấy. Có thể... Ờ nhưng mà nhá. Trong bài, cái bài chữa của thầy là nó có hai cái sơ đồ cơ đúng không? Nghĩa là một cái sơ đồ là thông thấp, trong sơ đồ sau suy ra sẽ là thông cao đúng không? Thì sơ đồ của ông Long vừa vẽ nó là thông thấp đúng không? À, thế thì phải suy ra thông cao chứ, phải vẽ thêm cái sơ đồ thông cao chứ. Ừ, thiếu rồi. Ờ, nhớ. Thế thì hình như à. Trên lớp thầy có dạy kiểu chuyển đổi từ thông thấp sang thông cao đấy. Ờ, đúng rồi, hình như thầy mình cũng nghe nó thoáng chuẩn. Lúc đấy chả ghi bài quá. Thầy dạy rồi, nghe thầy dạy rồi. Hình như nó đổi chỗ rồi, phải xế thì phải. C1 thì thành L1, C thành L, L thành C thì phải. À. Trong slide có, okay. Trong slide có. Đọc slide đi. Tôi... Mong là ngày mai không ra cái phép được dạng Kuroda hay gì đấy. Khó à, hiểu rồi. Ra dạng gì? Phép đồng dạng Kuroda. Phép đồng dạng. Xem những đề kia trước thôi. Xem đề trước nó có gì mình ôn theo cái đấy. Nó lại dùng khả bằng không? Quy tắc 80-20. À, quy tắc gì không? Quan tâm đến số. Quy tắc 80-20 tức là 20% input bằng 80% output. Tức là 20% của cuốn sách ấy. Ông chỉ cần học 20% của cuốn sách thì ông sẽ có đủ 80% lượng kiến thức của đề thi cuối kỳ. Tức là ví dụ nha, ví dụ trong cái số này thì mình chỉ học đúng 20% thôi, tức là chương này mình học 20%, chương này mình học 20%, thì mỗi chương mình học mỗi 20% nào đấy ở trong sách thì mình đi thi mình sẽ có được khoảng 8 điểm, tầm 8 điểm. Còn nó sẽ không thể full được 100 bởi vì sẽ có cái đề kiểu lạ hơn. Thì mình chỉ học những cái phần mà nghĩ là nó sẽ ra cuối kỳ thôi. Kiểu thế. Chắc ông không nhưng hiểu mà đâu. Chuyển đổi đổi chỗ RC nó làm sao nữa? Có phải tính lại cái gì không hay cứ để nguyên thôi? Phải tính lại chưa? Phải tính lại theo công thức á. Cấp thành thông cao, không cấp thành thông dài. Đúng rồi, cái slide trang 39 này thì nó ghi là từ thông thấp thành thông cao đây. Thì các giá trị LC sẽ trở thành này. Đấy. Thì mình dùng công thức đấy. Phần. Sao ông tải slide đâu mà có cả bài giải này.
Ở trên trang web của thầy ấy. Tại trên trang web của thầy mà sao chỉ có kiểu lý thuyết không, chẳng có bài tập gì. Ví dụ thì chắc là có đấy, ông thử tải lại xem. L nó bằng R0 trên WC nhân với CK đúng không? Mình là 2,2. Không phải, không phải đâu. Long ơi, xuống slide cho mình. Ờ, 41 à? 46 đi. Đấy, từ lâu pass thành 2 pass thì chỉ cần như thế thôi mà. Có nghĩa là bây giờ nhá, cái lời trở nên C sẽ mắc xong xong, nghĩa là cái lời mắc đối tượng mắc xong xong, còn C của bạn còn cái giá trị sẽ là 1 trên omega trên L xong thế thôi. 1 trên omega. Mình sẽ cắt cái này mà nên là còn cô B thì chắc là trao bảng sao vậy. Bên xác định IL IL nãy nhìn mấy mình có thấy bật cái bộ lên chuyển sang phần chữ IL à ông phải cái hỏi thôi. Nghĩa là cái hình của ông nói chuyển động bộ lọc đúng không? Thì theo như nó nói thì nghĩa là cái C thì chuyển thành L và nó sẽ có sẽ bằng 1 trên WC nhân với C đúng không? Ừ. Thế sao cái công thức nó lại còn có dính dáng đến cả R nữa cơ mà? Đâu? Đây là để tôi chụp cho cái slide này. Tức là cái đoạn tính C thì cái đoạn tính C thì nó sẽ có cả R ở đây đúng không? Ý ông nói là đoạn này đúng không? Ừ, đâu đoạn này. Ừ, đúng rồi đấy. Nó có cả R mà. Đây tôi gửi cái ảnh đấy. Trong chat đấy, nó bao lên chưa? Đúng không? Đây chuyển đổi từ bộ lọc thông thấp sang bộ thông cao đúng không? Thì LC sẽ bị đổi đi đúng không? Đấy, thì theo như cái hình nhá, thì L nó bằng chỉ là 1 trên thôi. Nhưng mà theo công thức này thì nó còn có cả R0. Nhưng mà cái đấy là omega, còn cái này là omega c. Omega c tần số cắt à? Đây này. Đây nhá. Thì cái omega sẽ bằng r nhân với omega c. À ừ nhỉ, đúng rồi. À, còn nếu mà tính l ấy, thì omega lại bằng omega c chia cho r0. Ừ. Ừ, nói chung nhưng mà giống nhau thôi đúng không? Chỉ là... còn cô C à, cô B nhá, cô B là ở cái tần số lâu cho để đi. Tôi nói nuôi tôi đi ngủ không ngủ. Cô B IL của bộ lọc trên tần số x trừ 0,5 GHz thì x bằng bao nhiêu, là 2,2 đúng không? 2,2 trừ 0,5 1,7 trên x, 1,7 trên x là trừ 1 nữa ở slide bao nhiêu ta, ở xem cái hình cái hình số 27, sẽ là số 27 đi. Đấy, 27 nhá. Thì mọi người thấy là VK trên VKC trừ 1 không? Thì cái VK đấy là 2,2 trừ mấy? Trừ 0,5, 1,7. 1,7 trên với cả là VKC là 2,2 đúng không? Ừ, đúng rồi. 2,2. Ừ, là trừ 1. Nên cho 1,7 đó. Đâu, 1,7 chứ. 1,7 trên 2,2. Cái V kép chính là cái x trừ 0,5.
Còn cái VFC chính là cái x. Hai phẩy hai, rồi trừ một, trừ một bao nhiêu? 0,227. Cô sao mình cười? Thế thì phải ngược lại chứ, nếu thì nó âm à? V kép. Thế sẽ từ từ xem đề nào. Như vậy thì V kép phải là x, V kép C phải là x trừ 0,5. Hai cộng, hai cộng nhỉ? 2,2 trên 1 phải nhỉ? Ừ, 2,2 trên 1 phải. Ừ, x bằng 2,2. Nè, 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 xíu. Như vậy sẽ là 2,2 trên cho 1,7 đúng không? Ờ, trừ đi 1 thì nó bằng 0,3 đúng không? Ừ, rồi rồi, rồi, rồi sang cái bảng bên kia. Mình sẽ tra bảng đúng không? Viết tay trừ omega c trên omega thay bằng omega á. Thay bằng sao ông Minh mới nói gì đúng không? Thay bằng omega. Từ omega trừ c trên omega thay bằng omega. Trừ omega trừ c. Đang thế nào vậy? Cái thế tần số. Như thế. Ừ thì đang dùng tần số mà. Phải thay thế tần số chứ không phải tính tần số. Sao? Nhưng mà dùng công thức omega trên omega c trừ 1 là đúng không? Đó nó tổng không phải 3 đấy. Đúng rồi đấy. Ừ nó không phải 3, ừ thế đúng không? Ờ không phải 3 giống với cái hàng N5. Hay còn đầu 5 mà. Là ra 15 hình như vậy. Tương đương là 15 dB sao hết. Hết rồi. Chỗ này nó mới được có 12 này. Ở 11. Ờ nó tầm 11 12. Thì tôi thì đấy, thì mọi người nhìn là rõ rồi. Ừ. Sao rồi? Hết. Ờ. Nhưng mà nó cũng dùng cái bảng low pass filter này. Bởi vì là cùng bộ lọc mà, cùng bộ lọc. Ừ. Ok. Thế thôi xong tôi gửi bạn. B tính còn khi là hết từ nay nhá. Từ nay từ đã sẽ gọi là nha bánh. Đấy. Cái này sẽ là cái hàng này. L bằng 12 dB. Ok. Còn gì nữa? Tôi gửi lên nhóm nhé. Mọi người còn gì trao đổi không? Không, hết rồi. Là có gì nếu mà mai mà ai mà tìm được cách giải đúng của mấy cái phần phần set 4 hay set gì đấy, nếu mà tìm được cách giải khác thì gửi vào đây nhé. Hoặc là mai có vấn đề gì thắc mắc thì trao đổi luôn lý thuyết đấy. Tôi có một số phần nữa mà bây giờ muộn rồi. Mọi người có thể chiến đấu tiếp cũng được. Ai tôi đi chiến đấu với cái giường. Chiến đấu cái giường. Ok, chắc là mọi người cũng nghỉ ra. Mai okay. Tiếp tục nhé. Mai okay, mai nha. Bài thi kiếp 4 nên mình có thể hô ngó xuân lên. Mai đã thi đâu đúng không? Mai thi rồi đúng không? Mai thi rồi. Hôm nay mùng 3 rồi. Hôm nay mùng 3 rồi. À không, ý là ngày mai. Ông nhìn lại thời gian đó, hôm nay mùng 3 rồi. Ừ, ý là bây giờ là 0:30 đúng không? Thì mình vẫn còn cả một ngày mai mình ôn đúng không? Đúng rồi. Còn cả hôm nay ôn. Cả hôm nay ôn đúng không? Đúng rồi, nhầm. Ok.
Mọi người có học học môn thông tin di động luôn không? Thông tin di động à? Đợi xíu để tí tôi gửi cho mấy cái file mà thằng Huy nhóm tôi nó làm file trắc nghiệm ấy. Ok à? Gửi luôn đi, gửi luôn nhanh. Chắc là thêm mà ông vào nhóm mà ôn tập thông tin di động luôn. Thế tôi nghĩ được. Ok. Thêm mình luôn đi. Mình có học thông tin di động đâu? Không, quên, xin lỗi. Thôi cứ thêm để tôi gửi file cho mấy người. Okay. Chào mọi người. Bye bye mọi người. Mọi người ngủ ngon. Tôi ngủ đi. Cảm thấy ngàn nói chuyện. Cảm thấy ngàn nói chuyện chắc chắc nhạc đúng không? Không. Hay là hơn.